Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 6. Thời gian cứ thế dần trôi, tâm trạng Đinh Dũng dần dần thoải mái hơn. Mọi suy nghĩ của anh như xuyên không về rất lâu trước đây. Tông môn đầu tiên mà anh bái có một cụ già hiền từ đầu tóc bạc phơ dạy anh câu vẻ trong trúc cơ, đan điền khí túc, đốc nhậm tính hành. Phòng uy lự hiểm, y mạch vận hành, châu thiên tuần hoàn, thông hòa thân dung, khí quy đan điền, thành công pháp minh. Giọng nói già nua vang vọng bên tai khiến Đinh Dũng chợt cảm khái. Nếu như không có vị ân sư đưa anh nhập môn thì e rằng anh cũng không có được trường sinh thiên tôn đã từng làm rung chuyển trời đất được. Theo như sự vận chuyển của pháp quyết, linh khí toàn thân bắt đầu lưu thông toàn thân thông qua hai mạch nhâm đốc, cuối cùng lưu thông bên trong cách kinh mạch của, từ từ thâm nhập vào vùng đan điền, tạo thành vùng linh khí, hội tụ thành một khe nhỏ. Khe nhỏ này cứ chốc chốc lại phát ra luồng linh khí dày đặc. Những linh khí này như lớp sương mù chảy về hai mạch nhâm đốc, cứ thế tuần hoàn trong cơ thể liên tục không ngừng. Mỗi lần lưu thông bên trong cơ thể, toàn thân Đinh Dũng lại càng trở nên dồi dào sinh lực hơn. Luồng linh khí lưu thông khiến cho vô số linh khí của trời đất rời rạc bắt đầu chậm chậm hội tụ về phía Đinh Dũng, ngấm vào trong xương cốt anh. Mọi thứ vốn dĩ đang diễn ra hết sức bình thường. Hơn 5.000 năm nay, Đinh Dũng không biết đã trúc cơ bao nhiêu lần. Đối với cách trúc cơ, Đinh Dũng đã dày công tôi luyện từ bao lâu, chỉ cần không có vấn đề ngoài ý muốn thì có lẽ sẽ nhanh chóng trúc cơ thành công. Thế nhưng đúng lúc này, sức mạnh linh hồn bên trong cơ thể đã khống chế không biết bao nhiêu điểm đen đột nhiên thay đổi. Khi khe nhỏ bên trong vùng đan điền hội tụ xong thì độc tố kia như bị kích thích, cứ thế điên cuồng di chuyển, hóa thành luồng khí đen, thông qua kinh mạch, phát tán ra ngoài từ vùng đan điền. Hỏng rồi, Đinh Dũng cuống lên, đột nhiên cảm giác như khí huyết dâng lên, cổ họng anh nghẹn lại, máu tươi phun ra từ cổ họng. Còn không kịp lau máu tươi nơi khóe miệng, Đinh Dũng bắt đầu kiểm soát ổn định lại khí huyết bên trong cơ thể, sau đó điều tiết linh lực. Lúc này linh lực của anh đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đó, cũng không biết có thể ngăn lại độc tố màu đen kia không. Rất nhanh chóng, linh lực đã đuổi kịp độc tố màu đen kia và bắt đầu ngăn độc tố lại. Nhưng độc tố màu đen kia không biết rốt cục là thứ gì mà linh lực lại không có tác dụng quá nhiều với nó, chỉ có thể bao quanh nhưng không thể diệt trừ. Lẽ nào chỉ có sức của thần thánh mới có thể diệt trừ, Đinh Dũng khẽ cau mày. Anh vốn cho rằng độc tố màu đen này không thể bị kiểm soát là do linh lực bên trong cơ thể suy yếu nhưng hiện giờ xem ra sức sát thương của linh lực không đủ để diệt trừ độc tố. Cũng có thể nói kể cả có thêm linh lực thì cũng rất khó để diệt trừ toàn bộ độc tố màu đen. Nghĩ tới sức mạnh linh hồn trước đó có thể dễ dàng xử lý sạch chỗ độc tố màu đen này, Đinh Dũng suy đoán đó chính là sức mạnh của thần thánh. Linh hồn của anh trong hơn 5.000 năm nay đã kinh qua tam tai cửu nạn cho nên cũng đã có được sức mạnh thần thánh mà trời đất ban tặng, có khả năng khắc chế bất cứ tai họa nào xảy ra. Cũng có thể nói những độc tố này không hẳn là độc tố mà là thứ gì đó giống như hiểm họa, nếu không thì không thể xảy ra chuyện linh lực không thể diệt trừ được và sức mạnh linh hồn chứa đựng bên trong khả năng thần thánh lại có thể dễ dàng bị diệt trừ như vậy. Kỳ lạ, Đinh Dũng cố kìm nén nghi hoặc. Không vận hành khả năng linh hồn mà dùng đến linh lực đuổi theo những độc tố đen kia. Những độc tố đen như bèo trôi, sau khi linh lực của Đinh Dũng ngày càng lớn mạnh, chúng không còn là đối thủ của anh nữa. Cuối cùng bị đuổi dồn lại với nhau và bị ép ra khỏi cơ thể. Đinh Dũng rạch một vết thương trên cánh tay để những độc tố này trôi theo cùng máu, dưới sức ép của linh lực mà bị ép ra ngoài. Nói ra cũng thấy lạ. Những độc tố đen này di chuyển liên tục bên trong cơ thể Đinh Dũng nhưng một khi ra bên ngoài thì lại như mất đi sức sống, lập tức lụi tàn. Phù cuối cùng cũng bị ép ra ngoài rồi, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Linh lực càng lúc càng hùng hậu, vô số linh khí của trời đất hội tụ tới, nếu có người có thể trông thấy những linh khí vô hình này thì nhất định sẽ giật mình ngỡ ngàng. Vì lúc này những linh khí vô hình trên trán Đinh Dũng giống như cái phễu vô cùng lớn nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể anh, cuối cùng tạo thành một dòng suối nhỏ hội tụ tại vùng đan điền. Cả quá trình diễn ra rất lâu, mãi tới khi Đinh Dũng mở mắt ra thì linh khí xung quanh đã mỏng manh đến mức về cơ bản không thể nào cảm nhận nổi nữa rồi. Linh khí của trời đất ngày càng suy kiệt, chỉ đủ để có thể đạt được thời gian trúc cơ, Đinh Dũng lắc đầu. Hiện giờ linh khí trên trái đất ngày càng suy kiệt.
trong địa giới 10 dặm chỉ vì anh bước vào trúc cơ nên suýt chút nữa thì linh lực bị đứt đoạn. Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa thu lại sức mạnh linh hồn. Khi linh lực dồi dào bên trong cơ thể, thì dòng khe nhỏ ở vùng đan điền mới bắt đầu từ từ chảy. Toàn thân Đinh Dũng khẽ run, cơ thể anh có sự thay đổi. Trúc cơ thành công rồi. Nó không hề nguy hiểm như anh nghĩ. Tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi, có điều thuộc tính gây hại của độc tố màu đen kia khiến anh có phần lo lắng. Trúc cơ thành công khiến trời đất một phương thay đổi. Không ai cảm nhận được, chỉ có duy nhất Đinh Dũng ở đây ngẩng đầu lên nhìn về khoảng trời mênh mông. Từng vạt mưa màu bạc mà gần như mắt thường không sao nhìn thấu rơi từ trên trời xuống, vạch ra một quỹ đạo vô cùng đẹp mắt, cứ thế thấm vào quần áo, ngấm vào người Đinh Dũng. Những vạt mưa màu trắng bạc ngấm vào cơ thể khiến cơ thể anh bắt đầu có sự chuyển biến mạnh mẽ. Cả quá trình chỉ xảy ra chừng nửa tuần hương rồi ngừng nhưng cơ thể anh đã đạt tới cảnh giới mới, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Một số bệnh tật lưu lại bên trong cơ thể cũng đều bị những vạt mưa này giúp hồi phục. Cơ thể Đinh Dũng bất định, như được gội rửa. Pháp quyết là do sư phụ đầu tiên của anh Xuân Mộc Tiên Nhân để lại. Khi trúc cơ sẽ được gột rửa, thoát khỏi cơ thể phàm trần mà bước vào con đường tu hành. Nhưng kể cả trước đó Đinh Dũng có đạt được sức mạnh nhờ những vạt mưa bạc này thì cơ thể anh vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh linh hồn, từ từ mục rữa. Nhưng lần này lại khác, có sức mạnh phản phệ của Thánh Tâm Quyết nên cơ thể Đinh Dũng đã có thể được cân bằng trở lại. Đinh Dũng còn đang trên tầng thượng mải suy nghĩ thì bên trong sân đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh. A, mắt của con, bố, mẹ, mắt của con, tiếng hét của Thiên Thiên. Cô bé đứng trong sân dùng tay che hai mắt nhìn vô cùng đau khổ. Nghe vậy, vợ chồng Tống Trường Quân vội chạy ra ngoài sân. Thiên Thiên, con sao vậy? Vợ Tống Trường Quân xông lên ôm lấy Thiên Thiên, đau lòng lên tiếng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đau, đau, khuôn mặt Thiên Thiên không biết bị rác thêm thứ gì, trên mặt đất cũng bị rác thêm dung dịch. Rầm, đột nhiên cánh cửa vào sân bị người ta đạp ra. Anh Hổ dẫn theo người xông vào, trong tay hắn còn cầm cả cái chai đựng đầy thứ dung dịch gì đó, mặt cười nham hiểm, nói Tống Trường Quân, mẹ kiếp ông đúng là hòn đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Vừa rồi không phải ông uy phong lắm sao? Còn tìm được thằng nào giúp đỡ đánh tơi bời đám đàn em của tôi cơ mà. Vây hết chỗ này lại cho tao, anh Hổ dứt lời, cả đám côn đồ lập tức bao vây nhà Tống Trường Quân lại. Bên cạnh Vương Hổ có một gã đàn ông để rear map. Lúc này gã ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói với Vương Hổ, không thấy có gì bất thường, có điều linh lực ở đây ít thế này, tôi lại thấy có phần kỳ lạ. Đinh Dũng ngồi khoanh chân trên tầng thượng nhìn rất rõ gã đàn ông để rear map. Trong cơ thể gã ta còn có sự di chuyển của linh lực. Mặc dù gã ta cũng là người theo con đường tu luyện võ đạo nhưng cơ thể lại có linh lực. Điều này khiến Đinh Dũng thấy kỳ lạ, anh không khỏi dừng mắt lại phía gã lâu hơn một chút. Gã ta có lẽ cũng đạt cảnh giới tầng thứ tư, tên Vương Hổ này cũng có chút thủ đoạn đấy. Có thể mời được cả võ sĩ theo võ cổ đi cùng, Đinh Dũng cau mày, sau đó nhìn sang Thiên Thiên. Mặc dù cô bé che mắt nhưng Đinh Dũng có thể đoán đại khái lúc này Thiên Thiên đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Cái thằng cứu ông đâu? Không phải nó trâu lắm sao? Một mình nó mà còn đánh được 7, 8 đàn em của tôi kia mà. Sao bây giờ nó lại như rùa rụt cổ thế? Bảo nó cút ra đây cho tôi, Vương Hổ tức tối hét lên. Lần này hắn ta bỏ ra một khoản tiền lớn để mời vị đại sư này đến, mục đích để đối phó với Đinh Dũng. Nghe Vương Hổ nói vậy. Tống Trường Quân sợ hãi nhìn xung quanh. Khi không thấy Đinh Dũng, ông ta mới bất lực tôi, chúng tôi cũng không biết. Cậu ta đi rồi, đúng lúc này người phụ nữ trung tuổi nãy giờ vẫn ôm Thiên Thiên lên tiếng. Bà ta ôm chặt lấy Thiên Thiên, nhìn Vương Hổ chằm chằm, nói cậu ta bị thương nặng, đã đi khỏi đây rồi. Các người muốn tìm thì đi chỗ khác mà tìm. Hừ, một thằng thoi thóp như vậy thì đi được đâu, Vương Hổ nhìn bà ta rồi bật cười lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Hắn hắng giọng nói, trên mặt con bà bị tạt axit vào rồi, mắt cũng không nhìn thấy nữa đâu. Nếu bà không nói cho tôi biết thằng đó ở đâu thì cứ ở đây mà đợi con gái bà bị hủy hoại nhan sắc đi. Nói tới đây, Vương Hổ liền nhìn Tống Trường Quân mà bật cười hung tợn, ha ha ha, Tống Trường Quân đây chính là kết cục khi đối đầu với tôi. Cái gì, nghe Vương Hổ nói vậy,
Tống Trường Quân biến sắc, vội vàng kéo Thiên Thiên lại. Bố, con đau, Thiên Thiên dùng tay che mắt, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi, vùng da quanh mắt đã bắt đầu loét. Vương Hổ, mẹ kiếp, mày không phải là người, Tống Trường Quân nắm chặt tay hét lên đầy giận dữ nhưng ông ta còn chưa xông về phía Tống Trường Quân là đã bị một tên côn đồ tung cho một đạp bay hẳn vào trong. Ông ta chỉ có thể còn sức chống tay xuống đất gằn lên, mày không phải con người Thiên Thiên mới 10 tuổi đầu mà mày có thể ra tay tàn nhẫn với nó như vậy. Sao tôi có thể không ra tay nhỉ? Mấy hộ gia đình bị cưỡng chế như các ông làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi? Ông ho rằng tôi không dám đụng đến các ông phải không hả? Vương Hổ đi tới tát vào mặt Tống Trường Quân mà cười tôi độc, giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn. Hoặc là ký, nói với tôi thằng kia ở đâu, tôi sẽ đưa con ông đi viện, hoặc là, ở đây đợi, nhìn con gái ông bị hủy đi nhan sắc đi. Tao phải giết mày, vợ Tống Trường Quân đột nhiên đứng dậy, trong tay bà ta cầm một hòn đá nện về phía đầu Vương Hổ. Vương Hổ giật mình, vội lùi sau nửa bước nhưng vợ Tống Trường Quân còn chưa lao kịp tới nơi thì đúng lúc này, gã đàn ông để rear map đã lao như tên bay về phía trước chặn trước Vương Hổ. Gã ta dùng vai huých Vương Hổ lùi về sau, còn mình thì tung chân đạp thẳng vào bụng vợ Tống Trường Quân khiến bà ta bay ra ngay khỏi đó. Mẹ kiếp, đánh cho ông đây, Vương Hổ tức tối, hét lên mấy tên đàn em ở bên cạnh. Bọn đàn em nghe đại ca hô hào thì lập tức xông về phía Tống Trường Quân. Trường Quân, vợ ông ta từ xa nhìn thấy cảnh này thì thét lên xé ruột xé gan. Tống Trường Quân ngã ra đất, đôi tay giơ ra về phía trước. Ông ta thật sự không biết Đinh Dũng ở đâu. Từ khi Đinh Dũng ra khỏi cửa thì đã không thấy anh đâu nữa rồi, thậm chí, lúc này ông ta còn cảm thấy có đôi chút hối hận vì đã cứu Đinh Dũng. Nếu không phải vì Đinh Dũng thì vợ con ông ta cũng không đến mức như vậy. Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu ông ta nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, ngược lại, bên tai ông ta truyền tới tiếng kêu thất thanh. Tống Trường Quân vội mở mắt, sau đó ông ta nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời mình không bao giờ quên nổi. Một bóng người đứng trước mặt ông ta, đối diện với mười mấy tên côn đồ tay cầm hung khí nhưng không hề tỏ ra hoang mang sợ hãi. Một đạp, một đấm tung ra, mấy tên côn đồ bay thẳng ra ngoài. Đinh Dũng lúc này không còn giống với trước đó nữa, trên cơ thể anh không còn những vằn đen chằng chịt, anh cũng không đi lảo đảo khom người nữa. Bóng người đứng thẳng hiên ngang, khuôn mặt kiên định đem theo vẻ lạnh lùng tôi độc. Đinh Dũng nhìn Vương Hổ như nhìn một kẻ sắp chết, một tên dám ra tay với một cô bé như vậy thật sự đáng chết. Mày, mày là ai? Vương Hổ chột dạ, hắn nép người vào sau gã đàn ông để rear map. Gã đàn ông để rear map nheo mắt nhìn Đinh Dũng, trong lòng gã chợt thấy kinh ngạc vì Đinh Dũng có thể xuất hiện trong khi gã ta không hề phát giác ra có gì bất thường, và lại gã hoàn toàn không thể nhìn thấu được thực lực của Đinh Dũng. Nên biết rằng trời sinh gã đã có đôi mắt thần, có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng Đinh Dũng trong mắt gã lại như thể đám sương mờ. Điều đó có nghĩa rằng thực lực của Đinh Dũng có thể còn hơn gã. Nghĩ tới đây, gã ta đột nhiên cảm thấy có đôi chút hối hận. Ai mà ngờ nổi một nơi nhỏ bé thế này lại có thể gặp được một kẻ mạnh như vậy. Cậu là ai? Gã đàn ông để rear map nhìn Đinh Dũng với vẻ kiêng dè. Hắn ta nắm chặt tay, chủ động xưng danh, tôi là Tạ Tam Hoàn, đệ tử thứ ba của Tần Thị Tần Lãng môn hạ ở Giang Bắc. Tao là ai mà mày còn không biết sao? Đinh Dũng không quan tâm tới Tạ Tam Hoàn mà nhìn sang Vương Hổ, cười lạnh lùng, vừa rồi không phải mày bảo tao cút sao? Là mày. Hòa ra là mày, Vương Hổ nhìn Đinh Dũng như thể gặp phải ma, nói với Tạ Tam Hoàn, chính là nó, là thằng mà trên người toàn hắc khí. Cái gì, là hắn, Tạ Tam Hoàn cau mày, không phải nói người này vô cùng yếu ớt, toàn thân toàn hắc khí, đi đứng loạng choạng sao? Tại sao đối phương lại không hề hấn gì mà lại trông vô cùng khỏe mạnh như vậy chứ? Tôi cũng không biết, Vương Hổ nép sau Tạ Tam Hoàn. Lý Nhí nói, trước đó lúc tôi gặp hắn rõ ràng là yếu ớt vô cùng, lúc đó hắn còn được Tống Trường Quân cứu về đây. Nghe Vương Hổ nói vậy, Tạ Tam Hoàn cau mày. Gã ta nhìn Đinh Dũng một lượt từ trên xuống dưới, cho dù có nhìn thế nào thì gã cũng không thể nào tin nổi một người yếu ớt bị trọng thương lại có thể hồi phục nhanh chóng đến như vậy. Trừ phi, trước đó hắn ta giả vờ yếu ớt. Trước đó là mày giả vờ, nghĩ tới đây, Tạ Tam Hoàn lại cau mày. Đinh Dũng lắc đầu, nhếch miệng mỉa mai, không sai, trước đó tôi rất yếu.
Nếu các người đến đây sớm hơn nửa tiếng thì có lẽ cũng có thể giết tôi nhân lúc tôi yếu ớt. Thấy Đinh Dũng xuất hiện không hề có thương tổn, Tống Trường Quân ngoài kinh ngạc ra thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đúng lúc này, vợ Tống Trường Quân chạy đến. Vừa rồi bà ta cũng đã trông thấy Đinh Dũng đánh bại mười mấy tên nên đương nhiên không dám coi Đinh Dũng là người bình thường được nữa, cứ thế quỳ sụp xuống khóc lóc, cầu xin cậu cứu con gái tôi, mau đưa nó đi viện. Thấy vợ Tống Trường Quân một người độc miệng nhưng lại có tâm, Đinh Dũng chợt thấy ấm lòng hơn hẳn. Anh cúi người đỡ bà ta dậy, nói chị yên tâm, tôi sẽ không để Thiên Thiên xảy ra chuyện đâu. Thiên Thiên, mau lại đây, nghe Đinh Dũng gọi, vợ Tống Trường Quân vội kéo Thiên Thiên tới. Lúc này da mặt Thiên Thiên đã bị loét do axit gây ra. Đinh Dũng cau mày, đúng là axit rồi. Nếu như đậm đặc hơn thì e rằng không chỉ đơn giản là bị hủy hoại dung nhan. Nhưng có anh ở đây, anh sẽ không để Thiên Thiên phải chịu cảnh như vậy. Mắt Đinh Dũng chợt sáng lên, lòng bàn tay có luồng linh khí trào lên. Anh giơ tay khẽ vung, linh lực lập tức bay tới khuôn mặt Thiên Thiên và bắt đầu chữa lành vết thương trên da mặt cô bé. Sau đó Đinh Dũng lại dùng tay khẽ nắm, dung dịch axit trên khuôn mặt Thiên Thiên lập tức bay ra ngoài, tích tụ lại trong lòng bàn tay Đinh Dũng rồi biến thành một quả bóng nước. Cũng may có thể dùng thuật pháp đơn giản một chút, Đinh Dũng thầm nhủ. Nếu như không phải anh đã bước vào thời kỳ trúc cơ, cũng chính là võ học đại sư mà ngày nay thường nói thì anh cũng không thể chữa trị cho Thiên Thiên được. Thế nhưng hiện giờ mọi thứ không còn là vấn đề nữa rồi. Sau khi xử lý xong axit, Đinh Dũng rút ra một đoạn dây vải từ trong túi đựng đồ ở thắt lưng. Anh băng qua mắt Thiên Thiên, nhẹ nhàng nói, sau 3 ngày mới được tháo ra, không được đụng nước nhé. Vâng, nghe xong, Thiên Thiên ngừng khóc, cố gắng gật đầu. Còn Tạ Tam Hoàn chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối thì sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù gã ta không thể nhìn thấu được thực lực của Đinh Dũng nhưng con mắt gã lại có thể nhìn thấy được linh lực vô hạn trong lòng bàn tay Đinh Dũng. Gã ta không khỏi thầm nhủ, cách làm này trước đây gã chỉ có thể thấy trong nhà họ Tần thị ở Giang Bắc, không thể ngờ nổi ở một nơi nhỏ bé như vậy lại có thể gặp được một kẻ mạnh như Đinh Dũng. Được rồi, Đinh Dũng nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Thiên, sau đó đứng dậy nhìn Vương Hổ, lãnh đạm nói, không phải mày muốn tìm tao sao? Giờ tao ở đây, có gì nói đi. Tao không tìm mày, là hắn ta tìm mày, Vương Hổ co rúm người chỉ vào Tạ Tam Hoàn. Tạ Tam Hoàn nghe thế thì biến sắc, vội giải thích, khốn khiếp, ông đây do mày mời đến, sao có thể là tao tìm cậu ta được? Ồ, hóa ra ông là do hắn ta mời đến để đối phó với tôi à, Đinh Dũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có đôi chút nghi hoặc. Tạ Tam Hoàn tìm anh làm gì? Tôi là đệ tử thứ 3 Tần Lãng môn hạ của nhà họ Tần thị ở Giang Bắc. Hôm nay tôi mạo phạm, xin cậu lượng thứ bỏ qua cho, Tạ Tam Hoàn chắp tay nói với Đinh Dũng. Tôi vô tình có hiềm khích với cậu, giờ tôi muốn tặng cậu một món quà để xin tha thứ. Ồ, quà gì? Đinh Dũng cười hỏi. Tạ Tam Hoàn đột nhiên vung tay lôi Vương Hổ lại, một tay đặt lên cổ Vương Hổ, nói với Đinh Dũng, tôi muốn lấy Vương Hổ làm lễ vật, hy vọng cậu tha thứ cho sự mạo phạm của tôi. Thú vị đấy, Đinh Dũng nhướng mày nhìn Vương Hổ đầy hứng thú. E rằng đến nằm mơ Vương Hổ cũng không thể ngờ nổi cao thủ mình mời đến lúc này lại bóp cổ mình nói muốn tặng mình cho kẻ địch của chính mình. Vậy thì để hắn ta cho tôi. Đinh Dũng nhếch miệng phất tay với Tạ Tam Hoàn. Tạ Tam Hoàn mừng ra mặt, gã ta lôi cổ Vương Hổ tới phía Đinh Dũng, sau khi tới gần Đinh Dũng mới cười nói, mời cậu nhận lễ vật, cậu và tôi nước sông không phạm nước giếng. Nhưng khi gã ta vừa dứt lời, và Đinh Dũng giơ tay ra túm lấy Vương Hổ thì trong đôi mắt Tạ Tam Hoàn hiện lên ánh nhìn đầy u ám, bên trong bàn tay trái hắn đặt sau lưng Vương Hổ đột nhiên xuất hiện thêm con dao găm, hắn rạch về phía họng Đinh Dũng. Cảnh này khiến mọi người ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Thấy con dao sắc lẹm sắp rạch vào cổ Đinh Dũng mà Đinh Dũng vẫn không hề di chuyển thì Tạ Tam Hoàn cho rằng Đinh Dũng không kịp phản ứng lại với tình huống bất ngờ. Cẩn thận, Tống Trường Quân và vợ mình cùng hét lên. Đúng lúc này, khi con dao sắc lẹm kia chỉ còn cách Đinh Dũng rất gần, gần tới mức kể cả Đinh Dũng có kịp phản ứng lại thì cũng không thể nào tránh né nổi. Chết đi, Tạ Tam Hoàn cười tôi độc, như thể gã ta đã trông thấy cảnh tượng Đinh Dũng ôm cổ ngã vật ra đất vậy. Có điều một bàn tay đột nhiên đã nắm lấy tay trái gã. Rắc một tiếng, Đinh Dũng bóp cổ tay Tạ Tam Hoàn. Anh chỉ khẽ dùng lực,
khuôn mặt Tạ Tam Hoàn lập tức biến sắc. A, à, mặt Tạ Tam Hoàn tím tái hẳn đi, cổ tay gã trông dị thường, cơn đau đớn kịch liệt cứ thế ập tới, trán gã vã mồ hôi nhễ nhại. Con dao găm sắc lẹm rơi xuống đất, trong ánh mắt gã ta chỉ toàn là sợ hãi, gã nhìn Đinh Dũng chằm chằm, mặt mày không sao tin nổi. Muốn giết tôi, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, cười lạnh lùng, tu luyện thêm 30.000 năm nữa đi. Dứt lời, Đinh Dũng vùng tay bóp cổ Tạ Tam Hoàn. Tao là người của Tần Thị ở Giang Bắc, mày không thể giết tao, nếu không thì nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc sẽ không tha cho mày, Tạ Tam Hoàn run sợ, vùng vẫy hét lên. Nghe vậy, Đinh Dũng cười nhạt, nói Tần Thị ở Giang Bắc chả là cái quái gì hết. Nói xong, Đinh Dũng dùng lực ở tay. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt Tạ Tam Hoàn đột nhiên hiện lên ánh nhìn kỳ ảo khiến linh lực trong cơ thể Đinh Dũng chợt ngưng chuyển động. Đi chết đi, khi giây phút linh lực trong cơ thể Đinh Dũng ngừng chuyển động, Tạ Tam Hoàn phẫn nộ hét lên, con dao rạch một vệt rất dài vào cổ họng Đinh Dũng. Sức mạnh linh hồn bên trong cơ thể Đinh Dũng chịu tác động bất ngờ, một lực đạo kiểm soát lập tức tản ra, linh lực trong cơ thể Đinh Dũng hồi phục lại nhanh chóng. Thấy con dao trong tay Tạ Tam Hoàn, Đinh Dũng không nhịn nổi, cười lạnh lùng, đã muốn chết như vậy thì tôi tiến ông lên đường. Dứt lời, Đinh Dũng bóp chặt cổ tay Tạ Tam Hoàn. Tạ Tam Hoàn gào lên thảm thiết, con dao găm trong tay gã lập tức rơi xuống đất. Anh cười lạnh lùng siết chặt cổ gã. Đột nhiên, cơ thể Tạ Tam Hoàn trào lên luồng linh lực vô cùng lớn mạnh, có điều linh lực vừa xuất hiện đã bị sức mạnh của Đinh Dũng kiểm soát. Ngoài ra khi Đinh Dũng dùng tay bóp, linh lực trong cơ thể gã đã bị Đinh Dũng ép ra ngoài. A, à, khóe mắt Tạ Tam Hoàn ứa ra máu, miệng hắn không ngừng gào thét. Ông suýt chút nữa làm mù mắt Thiên Thiên thì đền mắt của ông cho cô bé đi, nói xong Đinh Dũng nới lỏng tay, tay phải vung về phía Thiên Thiên. Linh lực dày đặc được Đinh Dũng kiểm soát bay vào mắt Thiên Thiên. Nói chính xác hơn về luồng linh khí này thì không thể coi là linh khí bình thường được. Nó xuất phát từ đôi mắt thần, do vậy mà đôi mắt của Thiên Thiên lúc này đương nhiên cũng có khả năng như mắt thần. Đại ca đừng giết em đảm bảo không đụng đến gia đình bọn họ nữa. Vương Hổ thấy Tạ Tam Hoàn bị Đinh Dũng hại tới mức mù mắt thì vội vàng giơ tay lên, sợ hãi nhìn Đinh Dũng. Thấy Đinh Dũng không lên tiếng, đôi mắt Vương Hổ đảo quanh, cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà quay người định lùi về sau. Thế nhưng hắn còn chưa chạy nổi hai bước thì Đinh Dũng đã lạnh nhạt nói, đợi đã. Nghe vậy, Vương Hổ khựng lại, khép nép nhìn Đinh Dũng, hỏi, đại ca có việc gì nữa ạ? À? Chỗ này phải dỡ đi phải không? Là để xây công ty gì? Đinh Dũng đảo mắt nhìn kiến trúc xung quanh. Vùng đất này không hề nhỏ, có lẽ không phải là công ty bất động sản quy mô nhỏ. Vâng, là công ty bất động sản đỉnh kim khai thác. Vương Hổ nuốt nước bọt nhìn Đinh Dũng nói tiếp, việc này không thể trách tôi. Gia đình bọn họ không chịu rời đi, bên trên cứ thúc ép tôi cũng không còn cách nào khác. Nghe xong, Đinh Dũng chợt lặng người, cau mày nói, mày cũng là nhân viên của bất động sản đỉnh kim. Không phải, là anh trai tôi. Anh trai tôi là người phụ trách hạng mục xây dựng tại vùng đất này của bất động sản đỉnh kim. Vương Hổ cười trừ, chắp tay nói, đại ca, xin đại ca tha cho tôi. Đinh Dũng không quan tâm tới Vương Hổ mà quay người nhìn sang gia đình Tống Trường Quân, anh à, tại sao gia đình anh lại không dọn đi? Theo lý mà nói, đã vùng đất mà bất động sản đỉnh kim khai thác thì cái giá họ trả chắc chắn sẽ không thấp. Tại sao gia đình bọn họ lại không muốn chuyển đi chứ? Khu này vừa lâu đời lại cũ kỹ, cho dù có sống ở một khu bình dân thì môi trường cũng tốt hơn ở đây rất nhiều mới phải. Bọn họ đền bù quá ít. Nhà chúng tôi phải đi đâu sống chứ, Tống Trường Quân mặt mày khổ sở. Ông ta cũng không còn cách nào khác. Bọn họ đưa bao nhiêu tiền, Đinh Dũng cau mày. Nghe Đinh Dũng hỏi, Tống Trường Quân do dự một hồi, đưa mắt nhìn vợ rồi mới nói, 200.000 tệ. Cái gì, chỉ 200.000 tệ, nghe thấy con số này, Đinh Dũng cũng giật mình. Tại sao bất động sản đỉnh kim lại có thể ra giá thấp như vậy? 200.000 tệ thì đến cả khoản tiền chi trả ban đầu cho một căn nhà còn không đủ. Đinh Dũng lẩm nhẩm một hồi rồi rút điện thoại ra gọi cho Kim Tư Kỳ. Alo, anh Đinh sao nhanh thế đã nhớ tôi rồi à, điện thoại vừa kết nối, Kim Tư Kỳ đã hỏi hóm hình.
Nghe Kim Tư Kỳ hỏi vậy, Đinh Dũng chỉ cười bất lực, nói tôi muốn hỏi cô một việc, công ty các cô có phải đầu tư một hạng mục ở khu Tây Thành không? Hình như có một hạng mục ở đó, là người cấp dưới phụ trách. Kim Tư Kỳ ngừng một lúc như không ngờ Đinh Dũng lại hỏi chuyện này, sau đó hỏi lại, sao thế, anh hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, tôi có một người bạn sống ở đây. Ông ấy nói công ty các cô chỉ bỏ ra 200.000 nhân dân tệ tiền đền bù, Đinh Dũng liếc sang Vương Hổ rồi tiếp tục hỏi. Vương Hổ nghe vậy thì ánh mắt tỏ vẻ né tránh, cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ Đinh Dũng lại quen biết với người ở bất động sản đỉnh kim. Khoản tiền đền bù đó quả thực là hắn cũng lấy đi một nửa. Nếu việc này bị bại lộ thì bất động sản đỉnh kim chắc chắn sẽ không tha cho hắn. 200.000 tệ, không thể nào, nhà họ Kim chúng tôi làm việc rất trọng chữ tín. Chúng tôi đền bù bằng 150% theo giá thị trường, Kim Tư Kỳ kinh ngạc đáp. Cô ta hỏi lại người bên cạnh rồi nói tiếp, vừa rồi tôi hỏi lại rồi, giá nhà bên đó vì tương đối rẻ nên đền bù theo giá 5.000 tệ một mét vuông. 5.000 tệ một mét vuông, chỗ bạn tôi cũng phải rộng 200-300 mét vuông, sao chỉ có thể lấy về 200.000 tệ, Đinh Dũng gật đầu, anh đã đoán được đại khái có chuyện gì xảy ra rồi. Đinh Dũng tiếp tục nói, Tư Kỳ, việc này tôi nghĩ rằng cô cần điều tra cho kỹ, đừng để người xấu hại danh tiếng gia đình cô. Được, tôi nhất định sẽ điều tra kỹ việc này, Kim Tư Kỳ lập tức đáp lời. Sau khi ngắt điện thoại, Đinh Dũng nhìn Vương Hổ. Như cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Vương Hổ bối rối, đột nhiên tiến lên trước quỳ phịch xuống xin Đinh Dũng, đại ca, xin đại ca tha cho tôi lần này. Tôi đồng ý giao toàn bộ số tiền ăn bớt ra. Vương Hổ dựa vào anh trai là người phụ trách nghiệp vụ của bất động sản đỉnh kim, lại thêm hắn cũng sống giang hồ nhiều năm nên mới muốn đục nước béo cò, nhận cơ hội này vơ vét chút ít. Nhưng nào ngờ lại gặp phải Đinh Dũng. Nếu như bị bất động sản đỉnh kim phát hiện ra thì bọn họ nhất định sẽ không tha cho hắn. May được lắm, 5.000 tệ một mét vuông, cả căn nhà này cũng đến hơn 1 triệu nhân dân tệ mà mày lại đưa cho gia đình họ 200.000 tệ, Đinh Dũng tát vào mặt Vương Hổ, gằn giọng. Thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới chính là anh vừa dứt lời thì Vương Hổ đã hét ngược lên cái gì? Hơn 1 triệu nhân dân tệ. Anh trai tôi nói với tôi mỗi hộ chỉ có 400.000-500.000 tệ. Vương Hổ nắm chặt tay tỏ vẻ không sao tin nổi. Được rồi, dẫn bọn kia cút đi, Đinh Dũng căn bản đều đã đoán được mọi việc nên chỉ vào đám người nằm trên đất, lãnh đạm nói, nhớ giao hết tiền ra cho gia đình họ. Sau 3 ngày tao sẽ quay lại, nếu để tao phát hiện gia đình họ còn chưa nhận đủ tiền thì tao sẽ đích thân tìm mày tính sổ. Mãi tới khi Vương Hổ dẫn người ra khỏi nhà Tống Trường Quân, giọng của Đinh Dũng vẫn còn vang vẳng bên tai hắn. Mau! Mau đi kiểm tra xem chúng ta còn lại bao nhiêu tiền, Vương Hổ vừa hoảng hốt chạy về phía trước, vừa hét với đám đàn em của mình. Hắn thật sự rất sợ Đinh Dũng, chỉ một mình mà có thể đánh bại mười mấy người trong khi bản thân không hề bị thương, và lại cũng chỉ bằng một đấm mà cũng có thể khiến toàn bộ người của hắn ngã gục. Đây là loại thực lực gì mới có thể làm nên chuyện như vậy chứ? Đặc biệt là nghĩ tới vị đại sư mà hắn mời tới còn bị Đinh Dũng làm mù hai mắt. Vương Hổ không khỏi thở dài, trong lòng hắn hiện giờ hận Tạ Tam Hoàn vô cùng, trên mặt hắn tỏ vẻ tôi độc hai đứa chúng mày ném lão cho chó ăn cho tao. Vâng, hai tên đàn em nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn Tạ Tam Hoàn rồi quay người chạy. Đúng lúc này, một tên côn đồ đứng bên Vương Hổ do dự một lát, bắt đầu lên tiếng, anh Hổ, thật sự là chúng ta phải trả lại tiền cho Tống Trường Quân sao? Còn nhiều lời à? Mày không nghe thấy thằng kia quen biết với người của bất động sản đỉnh kim à? Nếu như để lãnh đạo cấp cao của bất động sản đỉnh kim biết việc này thì đừng nói là tiền, chỉ sợ đại ca của chúng ta cũng bị lôi vào vụ này, Vương Hổ gõ đầu tên đàn em, nói với giọng bất an. Mặc dù Vương Hổ có chút thế lực, nhưng một tập đoàn lớn mạnh như bất động sản đỉnh kim thì hắn căn bản không đủ tầm so sánh. Người ta có muốn giết hắn thì cũng chỉ là việc làm trong tích tắc mà thôi. Biết đâu tên tiểu tử đó chỉ là quen với một nhân viên còn con nào đó của bất động sản đỉnh kim thì sao, đúng lúc này tên đàn em kia lại quay đầu lại tiếp tục nói, anh Hổ, anh đừng quên đại ca của chúng ta là người phụ trách hạng mục này của bất động sản đỉnh kim. Hai, mày đừng nói nữa, nghe vậy, Vương Hổ chợt sáng mắt lên. Đúng vậy, vừa rồi tại sao hắn không nghĩ tới nhỉ? Nghĩ tới đây, hắn vội rút điện thoại ra, làm tư thế tay ra hiệu với bọn đàn em. Nói, chúng mày về đi,
tao gọi cho đại ca hỏi lại. Ở một nơi khác, tình trạng của Thiên Thiên tạm thời đã ổn định hơn, không khóc không kêu gào đau đớn nữa. Tống Trường Quân kéo tay Đinh Dũng, lo lắng hỏi, người anh em, cậu nói xem, mắt con gái tôi không sao chứ? Anh yên tâm, sẽ không sao đâu, Đinh Dũng lắc đầu, anh cũng không nói chuyện về đôi mắt thần của Thiên Thiên cho ông ta biết. Mắt thần là vật phi phàm, người thường cũng rất khó để có thể hiểu về tác dụng của nó. Không những giải thích tương đối phức tạp mà người biết đến nó nhiều hơn thì càng dễ gây thêm thị phi. Vậy thì tốt rồi, lần này đa tạ người anh em, mau vào uống trà thôi, Tống Trường Quân và vợ nhiệt tình mời Đinh Dũng. Đinh Dũng nhìn sắc trời, hơi mỉm cười rồi điềm đạm nói, anh và chị không cần cảm ơn đâu, vốn dĩ tôi được anh và Thiên Thiên cứu. Hiện giờ tôi ra tay cũng coi như báo ơn, trời cũng đã tối rồi, tôi không ở lại nữa. Đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi. Sau 3 ngày cho dù bọn họ có đưa tiền tới hay không thì nhất định phải gọi cho tôi nhé. Đinh Dũng để lại số điện thoại, sau đó do dự một lát rồi mới nói thêm, mọi chuyện đều cho bọn Vương Hổ gây ra. Số tiền đền bù bất động sản đỉnh kim đưa ra là 5.000 tệ một mét vuông, có lẽ anh chị cũng phải nhận tới hơn 1 triệu nhân dân tệ, nếu như lấy được tiền rồi thì anh chị dọn ra khỏi đây đi. Vâng. Nếu lấy được tiền thì chúng tôi nhất định sẽ không ở đây nữa, Tống Trường Quân vội gật đầu, chỉ là trong đôi mắt ông ta vẫn còn mang theo nỗi hoài niệm. Đinh Dũng từ biệt, đương lúc định rời đi thì một đám lá cây màu xanh non bay từ xa tới. Đinh Dũng nheo mắt cười, dùng tay khẽ bóp, đẩy vào đó một luồng linh lực, sau đó gẩy về phía Thiên Thiên. Đinh Dũng bước đi nhưng không quay đầu lại, nói, nếu sau này có duyên thì đem vật này tới gặp tôi. Dứt lời. Đinh Dũng rời khỏi căn nhà. Sau khi rời khỏi căn nhà cũ kỹ, Đinh Dũng xác định lại phương hướng, tìm tới chỗ đỗ xe rồi lái xe về nhà. Khi anh quay về nhà đã là hơn 9 giờ tối. Vừa mở cửa bước vào liền nghe thấy tiếng Lâm Hồng Ngạn nói chuyện với Hàn Thành Sơn về chiếc siêu xe ở dưới tầng. Ông nói xem chiếc siêu xe ở dưới tầng là của đại thiếu gia nhà nào. Tôi nghe bọn họ nói chiếc xe đó không hề rẻ, ít nhất cũng phải lên tới cả hàng chục triệu nhân dân tệ. Bà bớt chuyện đi, cho dù có đắt thì liên quan gì đến bà không, Hàn Thành Sơn như thấy phiền phức nhưng ông ta lại không dám nói thẳng ra. Ông thì hiểu cái gì? Không phải tôi đang nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình sao, nếu như trong khu chúng ta lại có một đại thiếu gia sinh sống thì con gái chúng ta có cơ hội rồi, Lâm Hồng Ngạn càng nói càng hăng. Không được, mai tôi phải đi nghe ngóng lại. Được rồi đấy, giờ không biết Đinh Dũng chạy đi đâu rồi. Bà không thấy Nhiên Nhiên hiện giờ trông thế nào sao, Hàn Thành Sơn đặt tờ báo trong tay xuống, thở dài, nói, hiện giờ nói chuyện này với nó kiểu gì nó cũng gắt lên với bà đấy. Hừ, thằng bỏ đi đấy tốt nhất là chết bên ngoài đi, như vậy đỡ phải nghĩ đến cuộc hôn nhân của nó với Phương Nhiên, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng như thể cứ nhắc đến Đinh Dũng là bà ta lại nổi đóa lên. Nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ vợ, Đinh Dũng bắt đầu cảm thấy nực cười. Anh đang nghĩ xem có nên nói chuyện chiếc siêu xe kia là của mình ra hay không. Có điều càng nghe về sau, nụ cười trên miệng Đinh Dũng lại dần tắt. Không ngờ bố mẹ vợ anh lại mong anh chết sớm như vậy. Muốn tôi chết sớm thì e là hơi khó đấy, Đinh Dũng thầm nhủ. Anh thu lại nụ cười lạnh lùng, cứ thế đẩy cửa đi vào, con về rồi. Hả, Lâm Hồng Ngạn ngồi trên ghế sofa giật bắn mình. Sau khi thấy Đinh Dũng, mặt bà ta biến sắc. Bà ta phát hiện Đinh Dũng không vấn đề gì thì lập tức chất vấn, đợi đã, bệnh của cậu khỏi rồi. Đinh Dũng, cậu không sao chứ, Hàn Thành Sơn cũng vội đứng dậy, mặt mày tái mét. Ban ngày bọn họ rõ ràng trông thấy trên người Đinh Dũng toàn là hằn đen chằng chịt, đi còn không vững, sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ như một người không bệnh tật gì thế này được. Con không sao, Đinh Dũng cười, đi vào trong. Ai ngờ đúng lúc này Lâm Hồng Ngạn lấy tay chặn Đinh Dũng lại, nói, sao cậu không việc gì được? Ai bảo cậu về, sao cậu không chết luôn bên ngoài đi? Tôi nói cho cậu biết, ngày mai phải đi tới cục dân chính ly hôn, Lâm Hồng Ngạn chỉ thẳng mặt Đinh Dũng, trong ánh mắt tỏ vẻ coi thường. Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ biết thở dài, anh cố kìm nén cơn giận trong lòng, hỏi, mẹ, con muốn hỏi, tại sao mẹ lại muốn con ly hôn với Phương Nhiên như vậy? Tại sao à, muốn biết tại sao à, Lâm Hồng Ngạn chống nạnh, cười lạnh lùng châm biếm. Vậy tôi nói cho cậu biết, vì cậu là loại bỏ đi,
ngày ngày chỉ biết loanh quanh ăn của nhà tôi, dùng đồ của nhà tôi. Bao nhiêu năm nay cậu làm được việc gì cho nhà tôi hả? Đúng là loại không có lấy chút tác dụng nào. Nuôi một con chó nó còn chọc cho chúng tôi vui, cậu thì có ích gì? Cậu còn không bằng một con chó. Đinh Dũng cau mày, kể cả là tâm trạng được tôi luyện qua hơn 5.000 năm của anh cũng suýt chút nữa không nhẫn nhịn nổi. Lúc này anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn thẳng vào Lâm Hồng Ngạn nói rõ ràng, con sẽ không ly hôn với Hàn Phương Nhiên. Còn nữa, mặc dù mấy năm nay con chỉ ở nhà này, ăn của nhà này, dùng đồ của nhà này nhưng con cũng làm không biết bao nhiêu việc nhà cửa bếp núc, nấu bao nhiêu bữa cơm. Con nghĩ trong lòng bố mẹ rõ hơn ai hết, Đinh Dũng đột nhiên ngẩng cao đầu cười lạnh lùng. Nếu như mẹ thấy con nợ bố mẹ thì con có thể trả hết cho bố mẹ, nhưng, đừng nói với con hai từ, ly hôn, nữa, nếu không đừng trách con không tôn trọng bố mẹ. Dứt lời, Đinh Dũng quay người định về phòng thì nào ngờ Hàn Phương Nhiên đã đứng ở cửa thẫn thờ nhìn anh. Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cũng bị sự lạnh lùng vừa rồi của Đinh Dũng làm cho ngỡ ngàng. Bọn họ chưa bao giờ thấy Đinh Dũng lại dám tỏ thái độ như vậy. Trước đến giờ Đinh Dũng vẫn luôn cam chịu, kể cả bọn họ có nói khó nghe thế nào đi nữa thì cũng chưa bao giờ thấy Đinh Dũng cau mày. Nhưng hiện giờ Đinh Dũng lại giống như một người khác khiến cho cả hai người bọn họ không khỏi tròn mắt ngơ ngác. Đinh Dũng, cuối cùng anh cũng về rồi, Hàn Phương Nhiên sáng cả mắt, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Cô ôm chầm lấy Đinh Dũng. Đinh Dũng mất tích cả ngày trời, cô vẫn ấm ức mãi ở trong phòng, nghĩ tới những gì xảy ra trước đó. Khi cô buồn nhất, cũng là Đinh Dũng ở bên cô. Hàn Phương Nhiên đột nhiên nhận ra tên nghèo rất mồng tơi mà bản thân mình thậm chí còn ghét bỏ đã trú ngụ trong tim mình từ bao giờ. Đúng là loại ăn cháo đá bát, cút ngay cho tao, lúc này Lâm Hồng Ngạn mới phản ứng lại. Thấy Đinh Dũng ôm con gái mình, bà ta tức tối không thể nhịn nổi nữa, cứ thế kéo áo Đinh Dũng rằng mà nạt nộ, ngày mai đi làm thủ tục ly hôn cho tao, nếu không thì gặp nhau ở tòa. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Đinh Dũng đâu. Đinh Dũng còn chưa lên tiếng thì Hàn Phương Nhiên đã ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình với ánh mắt kiên định. Nếu như mẹ không ưng Đinh Dũng thì chúng con dọn ra ngoài ở. Mày muốn mẹ mày tức chết à? Lâm Hồng Ngạn không ngờ rằng Hàn Phương Nhiên lại nói lại mình, lúc này bà ta tức đến mức cứ thế dậm chân thình thịch chỉ vào Đinh Dũng nạt thẳng bỏ đi này thì có gì mà tốt đẹp. Cần tiền không có nổi tiền, cần nhà không có nhà, mày theo nó chỉ có khổ thôi con ạ. Chúng ta đi. Nghe mẹ nói vậy, Hàn Phương Nhiên bặm môi, đột nhiên kéo tay Đinh Dũng chạy ra khỏi cửa. Rầm, cánh cửa đóng lại. Con ra ngoài sống với nó thì toàn bộ tài sản của con đều mắc trong tập đoàn, giờ tập đoàn bị đứt nguồn vốn, mẹ thấy con chẳng có gì mà dọn ra ngoài sống đâu, ra khỏi cửa vẫn còn nghe giọng Lâm Hồng Ngạn văng vẳng bên tai. A, Hàn Phương Nhiên bịt hai lại, hét lên khó chịu. Thấy bộ dạng đá của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng không khỏi xót xa. Anh nghĩ lại những gì mình làm trong mấy năm nay, quả thực là chưa làm tròn trách nhiệm của một người làm chồng. Những gì cậu ta chưa làm được thì để anh bù đắp cho em, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu kéo tay Hàn Phương Nhiên nói, Phương Nhiên, xin lỗi mấy năm nay em phải chịu khổ nhiều rồi. Không sao, anh đừng nghe mẹ em nói linh tinh, mấy năm nay anh sống trong gia đình em cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi ấm ức nhưng anh không hề nói lời nào. Hàn Phương Nhiên lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nói còn khàn cả cổ. Nghe cô nói vậy, Đinh Dũng vội dùng tay che miệng cô lại, cười nói, một người đàn ông phải chịu ấm ức một tí có là gì. Thế nhưng, hại em cãi nhau với bố mẹ là do anh không đúng, Đinh Dũng thở dài, nghĩ đến việc Hàn Phương Nhiên chắc chắn vì mình nên mới cãi nhau với bố mẹ, thậm chí còn cùng mình ra khỏi nhà mà anh chợt thấy ấm áp. Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác được người khác quan tâm như vậy. Hàn Phương Nhiên lắc đầu, tâm trạng của cô có hơi thất vọng. Hàn Phương Nhiên cười, nói thực ra em chịu đủ rồi. Mẹ em chỉ coi em là công cụ kiếm tiền, em chạy ra ngoài cũng chỉ đơn giản là vì không muốn thấy bố mẹ thôi. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên hỏi nghiêm túc. Nếu như chúng ta mua nhà bên ngoài thì sẽ ổn thôi, em có đồng ý dọn ra ngoài ở cùng với anh không? Vậy anh phải nỗ lực phấn đấu rồi. Hàn Phương Nhiên nghe Đinh Dũng nói vậy mà thấy buồn cười. Cô cho rằng Đinh Dũng có thể mua nhà bên ngoài được. Hiện giờ giá nhà ở thành phố Kim Châu quá đắt, cho dù cô kinh doanh công ty thú thủy mấy năm nay, số tiền kiếm về cũng đủ mua một căn nhà nhưng cô đã đầu tư tiền vào tập đoàn rồi.
Em thích căn nhà như thế nào nhất? Nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng liền quyết định mua nhà luôn. Sống cùng bố mẹ vợ quả thực không hề tiện, cả ngày chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Cho dù không có mâu thuẫn thì cũng rất khó tránh khỏi xảy ra bất đồng, chứ đừng nói tới mối quan hệ như nước với lửa hiện giờ giữa anh và bố mẹ vợ. Ồ, anh thấy cái bóng đen bên kia chưa? Hàn Phương Nhiên mặt mày hớn hở nói, đó chính là Thanh Thành Sơn. Trên Thanh Thành Sơn không chỉ có trang viên lớn nhất thành phố Kim Châu mà bên trong đó còn có cả hàng chục căn biệt thự. Lúc còn nhỏ, mẹ em từng nói với em, nói rằng nguyện vọng lớn nhất của cả đời ông em chính là dọn tới đó sống. Chỉ tiếc rằng nó quá đắt, hiện giờ thì đúng là tấc đất tấc vàng. Em có muốn sống ở đó không? Đinh Dũng thẫn thờ một lát, anh thật sự không biết trên Thanh Thành Sơn còn có cả khu biệt thự. Trước đây Đinh Dũng cũng đã cùng Kim Tư Kỳ tới Thanh Thành Sơn một lần, chỉ biết ở đó có một trang viên Thanh Long, là tài sản của nhà họ Thiết. Không ngờ trong đó còn có cả khu biệt thự. Vậy mua căn biệt thự ở đó cũng không tồi, sơn thủy hữu tình, và lại linh khí cũng nhiều hơn nơi đô thị ồn ào náo nhiệt. Chao ôi, ai mà không muốn đến đó ở chứ, nhưng cũng chỉ có thể muốn thôi, Hàn Phương Nhiên bụng miệng cười, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều. Hai người cứ thế đi với nhau rất lâu, mãi tới khi không khí xung quanh dần lạnh hơn, Đinh Dũng mới dò hỏi, chúng ta quay về nhé, giờ cũng không còn sớm nữa. Không, em không muốn về. Vừa nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên liền lắc đầu quầy quầy. Vậy phải làm sao, chúng ta cũng không thể cứ đi cả đêm trên đường như vậy, Đinh Dũng khoát tay bất lực. Anh thì không sao nhưng Hàn Phương Nhiên e là không ổn. Hay là, Hàn Phương Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên trông thấy một khách sạn còn nhấp nháy ánh đèn, mặt cô hơi đỏ lên, nói, hay là chúng ta tới khách sạn đi. Hả, Đinh Dũng giật mình nhìn Hàn Phương Nhiên với vẻ mặt lạ kỳ như thể không ngờ cô sẽ nói lời này vậy. Hả gì chứ, anh là chồng em, chúng ta thuê phòng có phải phạm pháp đâu chứ, thấy bộ dạng ngạc nhiên đó của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên lý nhí nói. Hi hi, đi thôi, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng cười xòa, ôm Hàn Phương Nhiên cùng đi. Chúng ta kết hôn mà còn chưa động phòng đâu đấy, vừa hay làm việc chính luôn. Này, mau thả em ra. Hàn Phương Nhiên bị hành động vừa rồi của Đinh Dũng làm cho đỏ mặt. Cô thúc cho Đinh Dũng hai cái, nói, hừ, đợi lát nữa vào khách sạn thì mỗi người một phòng. Đừng mà vợ ơi, anh sợ, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng vội giả bộ sợ hãi. Hàn Phương Nhiên cúi đầu, mặt đỏ như quả táo, khẽ giọng, ai bảo anh vừa rồi còn nói linh tinh, đáng chết. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trước khách sạn, Đinh Dũng thả Hàn Phương Nhiên ra. Để cô chỉnh lại quần áo rồi mới cùng đi vào. Xin chào, cho tôi đặt hai phòng, vừa vào đến nơi, Hàn Phương Nhiên đã cướp lời nói trước. Nói rồi, cô đắc ý nhìn sang Đinh Dũng, kết quả Hàn Phương Nhiên còn chưa vui được bao lâu thì câu nói của lễ tân khách sạn khiến Đinh Dũng không khỏi bật cười. Xin lỗi, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng, cậu thanh niên ở quầy lễ tân rất lịch thiệp, ánh mắt anh ta rõ vẻ kinh ngạc. Anh ta không khỏi dừng lại ở Hàn Phương Nhiên lâu hơn rồi mới chỉ vào một đôi nam nữ vừa đi lên, nói, vốn dĩ có hai phòng nhưng vừa rồi bọn họ đã đặt mất rồi, cho nên chị xem. Khụ khụ, tối như thế này rồi thì đặt phòng không dễ nữa. Đặt ở đây đi, cho cậu ấy còn nghỉ ngơi sớm một chút, Đinh Dũng ho hắng một hồi. Không đợi Hàn Phương Nhiên lên tiếng, anh liền lập tức đồng ý, rút chứng minh thư ra để cọc tiền. Hàn Phương Nhiên liếc Đinh Dũng một cái. Hắng giọng, quay đầu sang bên. Đinh Dũng vội húng hắng hai tiếng rồi mới cùng cô đi vào thang máy. Trước khi đi, cậu thanh niên ở quầy lễ tân còn đưa mắt nháy với Đinh Dũng, rõ ràng là thể hiện cậu ta thấy cảnh này thường xuyên. Khách sạn này cũng rất tốt, nội thất trang trí hết sức xa hoa. Đinh Dũng đặt căn phòng cũng có thể coi là hạng chung ở đây nên phòng rất sạch sẽ. Hàn Phương Nhiên, em đi tắm trước đi, vừa vào phòng. Đinh Dũng liền ho hắng xoa xoa mặt. Khuôn mặt Hàn Phương Nhiên không dễ gì mới trở lại bình thường hơn một chút thì vừa nghe Đinh Dũng nói vậy, cô lại đỏ mặt. Hàn Phương Nhiên ngẩng đầu liếc sang nhìn Đinh Dũng, lên giọng nhưng vẫn cởi giày đi vào phòng tắm, em cảnh cáo anh, không được nhìn trộm. Em yên tâm, Đinh Dũng bày ra bộ dạng chính nghĩa, đợi Hàn Phương Nhiên đóng cửa phòng tắm thì mới nói, em là vợ anh, nếu có nhìn thì cứ nhìn quang minh chính đại, sao lại phải nhìn lén chứ? Đinh Dũng anh không phải người,
Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên vội khóa cửa lại. Có điều Đinh Dũng cũng chỉ là nói đùa, anh không thích nhìn lén con gái tắm. Lúc này thấy phản ứng đó của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng không khỏi bật cười. Có thể sợ Đinh Dũng nhìn lén nên Hàn Phương Nhiên tắm rất nhanh. Khi cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, đôi mắt Đinh Dũng như ngây dại. Những giọt nước trên tóc Hàn Phương Nhiên cứ thế chảy xuống cơ thể ngạo nghễ đó của cô, trông mới hấp dẫn làm sao. Đôi chân trắng nõn nà thon dài chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của nhân loại. Cũng may Đinh Dũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu không thì anh nghĩ rằng mình đã nhao lên trước rồi. Thấy đôi mắt thẫn thờ đó của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên không khỏi buồn cười. Cô liếc nhìn Đinh Dũng, hóm hỉnh nói, anh nhìn đủ chưa? Chưa, nhìn cả đời cũng không thấy đủ, Đinh Dũng nhìn thân hình quyến rũ của Hàn Phương Nhiên với vẻ mặt quả quyết. Đúng là mồm mép, mau đi tắm đi, Hàn Phương Nhiên liếc nhìn Đinh Dũng với ánh mắt đầy phong tình. Thấy ánh mắt đó của cô, Đinh Dũng cảm thấy toàn thân như dạo dực. Vì để bản thân không phạm sai lầm, anh vội lao ngay vào nhà tắm. Hít, thật thơm, Đinh Dũng vừa vào nhà tắm, một mùi hương thơm ngào ngạt sực lên mũi. Lẽ nào đây là mùi cơ thể của Hàn Phương Nhiên? Đinh Dũng vừa ngửi, vừa mở vòi hoa sen để nước xối lên cơ thể. Lúc này ngọn lửa dạo dực trong lòng anh mới giảm đi phần nào. Nói gì thì Đinh Dũng cũng là đàn ông. Và lại cơ thể này còn là một thanh niên, lại được sức mạnh của anh chăm sóc nên dạo dực cũng là điều đương nhiên. Lúc này nước lạnh xối lên đỉnh đầu khiến Đinh Dũng dần tỉnh táo lại. Đã kết hôn với Hàn Phương Nhiên, cũng không thiếu cơ hội thân mật như vậy, nếu như hôm nay Hàn Phương Nhiên không đồng ý thì anh tuyệt đối sẽ không ép cô. Dù gì thì cô ấy cũng là người quan trọng nhất trong lòng anh. Sau khi tắm xong, Đinh Dũng mới phát hiện Hàn Phương Nhiên chui vào chăn ngủ say từ bao giờ. Thấy khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô, Đinh Dũng chỉ biết thở dài. Mấy năm nay anh đã để cô phải chịu vất vả nhiều rồi. Sau này anh sẽ không để em phải khổ nữa, Đinh Dũng thầm nhủ trong lòng, quyết định thay đổi. Anh phải khiến Hàn Phương Nhiên trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời này. Một đêm yên tĩnh, Đinh Dũng ngủ cũng rất ngon lành. Từ khi quay trở lại, anh rất ít khi có được tâm trạng như hôm nay, ngủ được một giấc say sưa. Mới sáng sớm, Đinh Dũng đã bị tiếng hét thất thanh làm cho sực tỉnh. Anh mở mắt, định bật dậy thì đột nhiên cảm thấy khó thở, và lúc này trên người anh hình như còn có thứ gì đó mềm mềm trơn trơn đang quấn lấy. Cái gì thế? Đinh Dũng nhìn mà thẫn thờ. Hàn Phương Nhiên không khác gì con bạch tuộc cứ quấn lấy cơ thể anh. Điều đáng ngại nhất là trên người Hàn Phương Nhiên chỉ có chiếc quần lót màu hồng nhạt, còn Đinh Dũng thì không mặc gì. Hai người lúc này đang nhìn thẳng vào nhau. Anh làm gì với em? Hàn Phương Nhiên thất thanh trượt khỏi người Đinh Dũng. Cô quấn lấy chăn, hỏi với giọng hoang mang. Nghe Hàn Phương Nhiên hỏi vậy, Đinh Dũng vốn định giải thích nhưng đôi mắt anh chợt thoáng qua ánh nhìn khác thường. Anh định trêu ghẹo Hàn Phương Nhiên một tí nên mới bật cười, nói tối qua à? Em điên cuồng lột đồ của anh chẳng còn cách nào khác, nên làm gì thì làm ấy thôi. Còn chuyện gì không nên làm, cũng làm cả rồi. Hả, Đinh Dũng, anh đúng là đồ lưu manh. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng mà nước mắt như sắp trào ra ngoài đến nơi. Cô ôm chăn, mặt mày ấm ức, bụng miệng nói, cơ thể trong trắng của em, anh đã lấy đi đời con gái của em rồi, anh. Hai, chúng ta kết hôn rồi, vợ chồng thì có gì mà phải ngại chứ? Đinh Dũng tỏ ra không mấy quan tâm nhưng thực ra trong lòng anh lại thấy rung động đến lạ. Cô ấy còn trong trắng, vậy há chẳng phải mình được hời sao? Đinh Dũng, anh là đồ khốn khiếp, Hàn Phương Nhiên ôm chặt lấy chăn, bặm môi đỏ mặt. Giờ trong lòng cô hoang mang vô cùng, cho dù thế nào thì cô cũng không thể ngờ rằng Đinh Dũng lại có thể nhân lúc cô ngủ say mà làm linh tinh với cô như vậy. Xem ra cô thực sự đã nhìn nhầm Đinh Dũng rồi, nhưng sự trong trắng đã bị Đinh Dũng lấy đi mất rồi. Giờ phải làm sao đây chứ? Vậy thì chỉ có thể trách anh thôi. Một đại mỹ nhân xinh đẹp nằm bên thế này, em nói một nam tử Hán sinh lực dồi dào như anh mà có thể nhịn nổi sao? Đinh Dũng nhếch miệng nhìn Hàn Phương Nhiên, cố tỏ ra như thật, rồi nhìn cô cười ý tứ, yên tâm đi mà người đẹp, sau này anh nhất định sẽ tốt với em, hi hi hi. Lưu manh, không có liêm sỉ, Hàn Phương Nhiên đỏ mặt xấu hổ, cô chỉ muốn chết cho rồi. Sao cô lại có thể đi khách sạn với Đinh Dũng cơ chứ? Ở nhà đang yên đang lành ngủ riêng phòng,
tự dưng lại chạy ra ngoài vào khách sạn. Lúc này Hàn Phương Nhiên cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với mẹ. Nếu không cãi lại mẹ thì cũng không gặp phải chuyện này. Nhưng còn cách nào nữa đâu, Hàn Phương Nhiên chỉ có thể bấm bụng nhìn Đinh Dũng nói, hai, được rồi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, nhưng em cảnh cáo anh phải chịu trách nhiệm với em, không được chán chường như trước kia nữa. Phương Nhiên, có câu này của em, anh nhất định sẽ thay đổi, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng vốn dĩ chỉ định trêu ghẹo cô một chút nhưng không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Lúc này khuôn mặt anh chợt nghiêm trọng hẳn lại. Anh nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên, anh xin thề nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Hàn Phương Nhiên gật đầu xấu hổ. Thực ra trong lòng cô đã dần dần chấp nhận Đinh Dũng, đặc biệt là mấy ngày gần đây Đinh Dũng ngày càng khiến cô phải ngỡ ngàng. Hiện giờ giữa hai người chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấu nhau qua lớp giấy bị đục thôi. Nói ra được lời trong lòng mình, Hàn Phương Nhiên cũng không còn xấu hổ như lúc trước nữa. Cô nằm trên giường thoải mái hơn. Nhưng đột nhiên không biết nhớ ra điều gì, Hàn Phương Nhiên ngồi bật dậy vén chăn lên nhìn vào trong. Vợ ơi, em nghe anh giải thích, thấy phản ứng đó của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng vội lên tiếng. Nhưng anh còn chưa nói xong thì Hàn Phương Nhiên đã hét lên, ghé sát tai Đinh Dũng, nghiến răng nói, Đinh Dũng, anh dám lừa em à? Anh chỉ đùa thôi mà, Đinh Dũng cười khổ sở, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Xem ra trước đó Hàn Phương Nhiên đều nói lời thật lòng. Nếu không thì cô ấy cũng không thể hiện ra như vậy. Điều này khiến trái tim trước giờ luôn kiên định của Đinh Dũng chợt hồi hộp. Trong lòng anh như có lớp gương soi, cứ thế hiện lên bóng dáng của Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên bặm môi, vừa rồi cô mới phát hiện ra rằng cơ thể mình không có gì bất thường. Lúc này cô suy nghĩ một lát mới biết rằng vừa rồi Đinh Dũng lừa mình, nghĩ tới những lời nói đáng xấu hổ khi nãy mà Hàn Phương Nhiên chỉ hận không thể đào cái hố mà chui xuống cho rồi. Nói. Anh có dám như vậy nữa không, dù sao cũng đã nói ra rồi nên sau khi nghĩ thông, Hàn Phương Nhiên lập tức thể hiện ra sự bá đạo của nữ vương. Cô ghé tai Đinh Dũng hỏi. Nghe lời chất vấn đó của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng vội chắp tay, cầu xin, nữ vương à, tiểu nhân không dám, sau này không dám nữa. Nếu như để đám bá chủ thời xưa trông thấy một tôn giả trường sinh có thể hô mưa gọi gió như Đinh Dũng lại bị một cô gái bình thường véo tai thì e rằng bọn họ cười ngất ra mất. Lẻo mép, nể tình lần này anh phạm sai lầm lần đầu, tha cho anh một lần, Hàn Phương Nhiên lên giọng, trong lòng cô cảm thấy rất dễ chịu nhưng lại làm bộ tức giận, nói, nếu như còn có lần nữa thì... Em yên tâm, anh tuyệt đối không có lần sau, Đinh Dũng cười cợt, nhe răng cười tâu toét. Hàn Phương Nhiên liếc anh một cái, di chuyển cơ thể, nói, anh nhìn đủ chưa, mau dậy về nhà đi, công ty còn có một đống việc đang đợi em kia kìa. Ai ya, hỏng rồi. Đúng lúc này Hàn Phương Nhiên đột nhiên nhảy dựng lên, mặt cô tỏ vẻ gấp gáp, nói, Đinh Dũng, hôm nay là ngày cuối cùng, em còn chưa nghĩ ra làm sao để có thể hợp tác với bất động sản đỉnh kim. Tối qua lại đắc tội với đại tiểu thư nhà họ, giờ phải làm sao đây? Mấy chú bác chắc chắn còn đang đợi xem trò cười từ hai chúng ta nữa, Hàn Phương Nhiên mặt mày rầu rĩ nhìn Đinh Dũng. Vợ anh thật sự xinh đẹp, đến cả cau mày thôi mà cũng xinh như vậy. Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên với vẻ mặt chiêm ngưỡng sắc đẹp, hồi lâu mới lên tiếng, em yên tâm, vấn đề tiền bạc anh đã nói chuyện xong rồi, sau đó chỉ cần cử người cùng phòng tài vụ của tập đoàn tới bất động sản đỉnh kim ký hợp đồng là được. Còn phía Kim Tư Kỳ, em yên tâm, anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, Đinh Dũng xoa xoa đầu Hàn Phương Nhiên, nói tiếp, em chỉ cần dẫn người đi ký hợp đồng là được. Thật sao, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ không tin nổi, nhìn Đinh Dũng hỏi lại. Đương nhiên rồi, cô ấy là bạn học cũ của anh, em quên tối qua là ai đưa anh về viện rồi sao, để Hàn Phương Nhiên tin lời mình, Đinh Dũng lại thêm, cô ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Kim, nếu như không thân thiết với anh thì liệu cô ấy có một mình đưa anh tới viện không chứ? Em yên tâm đi mà. Nghe xong, Hàn Phương Nhiên cũng bán tín bán nghi nhưng cũng may cô không hỏi thêm gì nữa. Sau khi ra khỏi khách sạn, Đinh Dũng về nhà lái xe đưa Hàn Phương Nhiên tới tòa nhà của tập đoàn Hàn Thị. Anh đi đâu? Hàn Phương Nhiên bước xuống xe, đột nhiên quay lại nhìn Đinh Dũng. Đinh Dũng xoa xoa mũi, cười đáp, anh còn có thể đi đâu chứ? Không có việc gì thì về nhà thôi. Vậy em vào công ty đây. Hàn Phương Nhiên gật đầu, quay người đi về phía tòa nhà của tập đoàn Hàn Thị. Vừa đi được hai bước, cô chợt quay lại nhìn Đinh Dũng, tươi cười. 5 rưỡi chiều đón em. Ok,
Sau này anh sẽ làm tài xế riêng cho em, Đinh Dũng vẫy tay đưa mắt nhìn Hàn Phương Nhiên đi vào tòa nhà. Thực ra vốn dĩ Đinh Dũng định đi xem nhà, nhưng anh còn chưa lái xe ra khỏi tập đoàn Hàn Thị thì điện thoại đã rung. Là Hồ Đông Hải gọi tới. Thư ký Hồ, anh tìm tôi có việc gì thế? Đinh Dũng vừa lái xe, vừa lên tiếng hỏi. Hồ Đông Hải là thư ký của lãnh đạo thành phố Kim Châu. Một người có địa vị như anh ta mà tìm Đinh Dũng tới hai lần và đều là những việc khó, cho nên lúc này Đinh Dũng không cần nghĩ cũng biết anh ta lại gặp phải chuyện khó giải quyết rồi. Cậu Đinh dạo này có khỏe không? Hồ Đông Hải tươi cười hỏi khiến Đinh Dũng không khỏi ngạc nhiên. Thư ký Hồ gọi điện cho tôi không phải chỉ vì muốn hỏi thăm sức khỏe của tôi chứ? Đúng là có việc cần phiền cậu Đinh rồi, Hồ Đông Hải nói tiếp với Đinh Dũng. Cậu Đinh có nhớ lần trước Bí thư Ngụy nói muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn không? Trưa nay anh ấy ở phòng tiệc tòa nhà Hương Xuân quảng trường Os, mời cậu Đinh tới đó gặp mặt. Tôi biết rồi, Đinh Dũng đồng ý. Đã là chỗ mà Ngụy Kiến Quốc sắp đặt rồi thì anh cũng phải tới lượn một vòng mới được. Có muốn làm nên việc lớn ở thành phố Kim Châu thì cũng không thể thiếu sự hỗ trợ từ Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc được. Nếu như có thể kết giao với hai người này thì đường đi thế nào cũng dễ dàng hơn chút. Vậy cậu nhất định tới nhé, nếu không thì Bí thư Ngụy và thị trưởng Lý sẽ trách tội tôi mất, Hồ Đông Hải cười nói muốn xác nhận lại lần nữa. Xem ra hôm nay cho dù thế nào cũng phải tới đó một chuyến rồi. Đinh Dũng đồng ý, anh yên tâm, tôi nhất định tới. Ngắt điện thoại, Đinh Dũng lại nghĩ tới cô gái mà trước đó anh cứu, là con gái của Ngụy Kiến Quốc Ngụy Tiêu Tĩnh, không biết hiện giờ cô bé thế nào rồi. Lần này làm người tốt phải làm cho chót, giúp cô bé lựa chọn một con đường. Đinh Dũng vừa nghĩ vừa lái xe về nhà. Về tới nhà, Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn không có nhà, Đinh Dũng thở phào một hơi, vội đi luôn vào phòng. Trước đó, túi đựng đồ mà anh lấy được để ở phòng, vốn dĩ Đinh Dũng cảm thấy có lẽ lão đó cũng chẳng có thứ gì nên cũng chẳng kiểm tra, cứ thế để túi ở phòng. Cái túi mà trên người anh mang là do anh tự làm, trông đẹp hơn cái túi rách kia nhiều. Túi đựng đồ này là do anh lấy được từ Bách Lý Đồ, là một cái túi màu đen rách nát còn phải vá chằng chịt. Nếu không phải cần tìm một con đường đúng đắn cho Ngụy Tiêu Tĩnh thì anh cũng không nghĩ tới nó làm gì. Lấy cái túi ra, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt điều tiết sức mạnh linh hồn thăm dò bên trong túi đựng đồ. Một luồng sức mạnh vô hình xuất phát từ trong đầu Đinh Dũng, trong chốc lát bao trùm cả căn phòng, tất cả mọi động tĩnh đều trong lòng bàn tay anh, sau đó sức mạnh vô hình cứ thế thăm dò vào bên trong túi. Vừa thăm dò, Đinh Dũng liền cảm nhận được một lực cản. Ban đầu anh không giết Bách Lý Đồ và để hắt trốn thoát nên ký ức linh hồn của Bách Lý Đồ vẫn còn trong chiếc túi này. Mở, Đinh Dũng mở mắt nhếch miệng lẩm nhẩm. Sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng rất dễ dàng đã có thể gạt phăng ký ức linh hồn ra khỏi túi và để lại ký ức của anh trong đó. Sau đó, sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng tiếp tục thăm dò. Anh trông thấy những món đồ bên trong túi. Cái túi này không quá rộng, chừng 10 mét vuông, bên trong chất không ít những miếng ngọc rực rỡ, còn có một vài bộ quần áo và khoản tiền mặt lớn, thậm chí còn có cả vài tờ giấy vàng giống như bùa chú. Trông thấy những thứ này, Đinh Dũng không khỏi kinh ngạc. Bách Lý Đồ không phải lấy hết mọi thứ của các hộ nhét hết vào túi mình chứ? Đinh Dũng chợt thấy tò mò. Anh rút ra miếng ngọc bội đặt vào lòng bàn tay rồi khẽ dán nó lên trán. Đinh Dũng điều tiết một phần sức mạnh linh hồn nhập vào bên trong miếng ngọc bội. Đột nhiên có sự rung động truyền đến, trên miếng ngọc bội đột nhiên còn có phong ấn. Lúc này sức mạnh linh hồn mà Đinh Dũng đẩy vào ngọc bội khiến phong ấn bị giải trừ. Một đoạn văn tự hiện lên trong đầu Đinh Dũng. Thiên Thu Đạo Nhân, chưa bao giờ nghe thấy tên hiệu nhân vật này, Đinh Dũng hoài nghi, bên trong miếng ngọc bội này ghi chép về cuộc đời của một người tên là Thiên Thu Đạo Nhân. Phong ấn trên miếng ngọc bội này không phải để ngăn những người khác có thể nhìn miếng ngọc bội mà vì muốn bảo vệ miếng ngọc không bị năm tháng ăn mòn. Xem ra sau khi Bách Lý Đồ có được miếng ngọc bội này thì không nhận ra bí mật trong đó. Có điều Đinh Dũng sống bao nhiêu năm trên đời mà cũng chưa từng nghe tới cái tên Thiên Thu Đạo Nhân bao giờ, có lẽ cũng chỉ là một tiểu tu sĩ không nổi danh. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng lại tiếp tục nhìn những miếng ngọc khác. Anh muốn xem tiểu tu sĩ này rốt cục để lại thứ gì. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi, những miếng ngọc mà Đinh Dũng để bên cạnh ngày càng nhiều, mãi tới khi anh lấy ra miếng ngọc cuối cùng trong túi đặt lên giường thì anh mới mở mắt ra. Gã này cũng thú vị đấy. Đinh Dũng bật cười nhìn chỗ ngọc bội bên cạnh mình mà không khỏi lắc đầu.
Bên trong những miếng ngọc này phần lớn đều ghi chép về cuộc đời của Thiên Thu đạo nhân, xem ra nó giống như nhật ký của từng ngày, bên trong đó chỉ có vài việc khiến Đinh Dũng có hứng thú, và hứng thú nhất chính là đồng thuật mà Bách Lý Đồ sử dụng. Hóa ra cái tên đồng thuật được gọi là Tử Vong Ngưng Thị, được Thiên Thu đạo nhân phát hiện bên trong một di tích, luyện tới uyên thâm là có thể kiểm soát được vạn vật, thậm chí khi đối mặt với đối thủ trong tình trạng không hề phòng bị, chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết đối phương. Nhưng tư chất của Thiên Thu đạo nhân lại hết sức bình thường, đặc biệt là sự lý giải về đồng thuật lại rất kém, nghiên cứu và luyện tập bao nhiêu năm mà còn chưa bước được vào ngưỡng cửa để sử dụng đồng thuật. Cuộc đời của người này được ghi chép trên ngọc bội thể hiện rất nhiều sự nuối tiếc về việc này. Phân thân trương nhãn pháp, thần hành thuật, nhất chỉ kinh lôi là cái quái gì không biết, Đinh Dũng nhìn qua công pháp lưu lại của Thiên Thu đạo nhân rồi ném sang một bên, toàn là mấy kỹ năng quèn. Sau đó anh lại cầm lên một miếng ngọc bội và đặt riêng sang một bên, lẩm nhẩm, Linh Mộc Quyết còn có tí thú vị. Linh Mộc Quyết, công pháp hạng D, điểm Đinh Dũng nhất khen đó chính là hút lấy tinh hoa của cây cỏ, điều dưỡng cho cơ thể. Nghe thì có vẻ vô bổ nhưng đối với Ngụy Tiêu Tĩnh mà nói lại rất phù hợp. Nếu tu luyện môn pháp này thâm sâu thì cơ thể hoàn toàn có thể ngăn lại chứng mất máu dẫn tới khí huyết ngược dòng. Lấy miếng ngọc này ra. Đinh Dũng lại nhìn sang những miếng ngọc khác rồi vung tay xóa hết toàn bộ nội dung trên những miếng ngọc này, bao gồm tất cả mọi loại thuật pháp như Tử Vong Ngưng Thị mà Đinh Dũng không thể nào ưa nổi. Anh sống hơn 5.000 năm, có thuật pháp gì mà chưa từng được thấy chứ? Anh chỉ cần tùy hứng lấy ra một thuật pháp trong đầu thì không biết mạnh hơn mấy loại thuật pháp rơm rác này bao nhiêu lần. Sau khi xóa hết toàn bộ nội dung, Đinh Dũng mới thu số ngọc này lại. Những miếng ngọc bội này có thể coi là vật trung gian dùng để ghi chép. Xong xuôi, Đinh Dũng lấy đi một ít tiền mặt trong túi và một số thứ đồ có thể dùng đến rồi mới xách túi đen đi xuống tầng. Lộp cộp, những thứ còn lại đều bị Đinh Dũng cho luôn vào thùng rác. Mới đấy mà đã đến trưa rồi, vứt xong đồ, Đinh Dũng nhìn đồng hồ thì không ngờ đã 11 giờ. Đinh Dũng còn không kịp thu dọn đồ, cứ thế khóa cửa lại lái xe tới quảng trường Oz mà Hồ Đông Hải nói, tìm tới tòa nhà Xuân Hương là nơi hẹn gặp. Xuân Hương Lâu là một nhà hàng kiểu Trung với phong cách cổ xưa, được xây dựng bằng gạch xanh với vỏ mái mang hơi hướng cổ đại, trông rất có phong vị. Đến cả những nhân viên phục vụ ở đây cũng giống như nhân viên trong các quán rượu thời xưa. Đinh Dũng vừa vào cửa là đã có một người mặc bộ quần áo vải nhã nhặn, đầu đội mũ bước tới niềm nở nói với Đinh Dũng, khách quan, xin lỗi, Xuân Hương Lâu hôm nay đã được người ta thuê trọn gói rồi, xin quý khách vui lòng ghé thăm vào hôm khác. Thuê trọn, Đinh Dũng cau mày, ai mà có thể mạnh tay như vậy nhỉ? Có lẽ ngoài Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân ra thì chẳng ai có thể sắp xếp một địa điểm lớn như thế. Đinh Dũng lắc đầu, nói, giúp tôi báo một tiếng, người ở bên trong là bạn tôi. Dạ, nhân viên phục vụ nhìn Đinh Dũng một lượt rồi tháo mũ lắc đầu. Mấy vị ở bên trong đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Mặc dù cậu ta không biết là những nhân vật có máu mặt cỡ nào nhưng người mà có thể khiến cả chủ Xuân Hương Lâu phải đích thân ra mặt, lại còn lệnh không tiếp những nhân vật tai to mặt lớn khác thì sao có thể tiếp xúc với một tên trông có vẻ khố rách áo ôm như Đinh Dũng đây được. Có điều nhân viên phục vụ cũng chỉ phỏng đoán như vậy nhưng vẫn gật đầu nói với Đinh Dũng, xin quý khách đợi một lát, tôi sẽ thông báo cho quý khách. Có việc gì thế, không phải nói hôm nay không tiếp khách khác sao? Đúng lúc này một người đàn ông trung tuổi đi tới, cau mày hỏi. Nhân viên phục vụ vừa quay người định lên cầu thang thì vội khom người nói với người đàn ông trung tuổi, ông chủ, người này nói mấy vị bên trong đều là bạn của anh ấy, tôi định vào đó thông báo một tiếng. Hừ, tôi xem là ai mà khẩu khí lại lớn như vậy, người đàn ông trung tuổi chính là ông chủ của Xuân Hương Lâu, 2 ngày trước ông ta nhận được đơn đặt hàng, nói là người đứng đầu và đứng thứ hai của thành phố muốn dùng bữa ở đây. Ông ta hết sức kinh ngạc, vội ra lệnh đóng cửa, chỉ tiếp đãi 2 vị quan khách này. Vừa nói, người đàn ông vừa đi xuống nhìn Đinh Dũng từ đầu đến chân rồi hắng giọng, lạnh nhạt nói, sau này nhớ chú ý cái mắt vào, đừng có mà ai cũng đưa vào trong. Cái ngữ như hắn ta mà cậu nghĩ là bạn của mấy vị ở trong hay sao? Không, không giống ạ, cậu nhân viên cúi đầu tỏ vẻ hoang mang. Sếp của bọn họ nổi tiếng nóng tính. Lúc này ông ta nói chuyện với giọng đã có phần bực bội rồi. Một nhân viên phục vụ còn con như cậu ta không dám đụng tới sếp làm gì. Vậy là đủ rồi, đuổi ra ngoài đi, người đàn ông trung tuổi cười lạnh lùng nhìn Đinh Dũng chằm chằm, nói tiếp tiểu tử, kiểu như cậu tôi gặp nhiều rồi, không
không phải là muốn ra mặt trước mặt các quan lớn thì còn là gì. Hôm nay có tôi ở đây, cậu không bước vào đây được đâu, mau cút đi. Nghe người đàn ông nói vậy, Đinh Dũng không khỏi bật cười lạnh lùng, ông chắc chắn không vào trong thông báo mà cứ thế đuổi tôi đi chứ. Ha ha ha, tiểu tử, kỹ năng diễn xuất không tồi nhỉ. Nếu không phải tôi gặp loại người như cậu nhiều rồi thì tôi cũng suýt tin rồi đấy. Ông chủ của Xuân Hương lâu cười ha hả, trên mặt còn rõ cái vẻ tức tối, nói, mau cút đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Còn cậu nữa, sau này động não một chút, biết chưa hả, nói xong, ông chủ của Xuân Hương lâu bạt luôn vào đầu cậu nhân viên phục vụ kia một cái và lên giọng nạt nộ. Vâng, vâng, nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó nhìn Đinh Dũng cười khổ sở, giơ tay ra chỉ về phía cửa, hạ giọng nói, xin lỗi anh, mời anh về cho. Ha ha, được thôi, vậy tôi đi, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nhìn ông chủ của Xuân Hương lâu, lạnh lùng nói, ông đừng hối hận, đợi lát nữa cho dù ông có khóc lóc quỳ xuống mời tôi vào tôi cũng không vào Xuân Hương lâu nửa bước đâu. Đủ rồi, cậu mau cút đi, ông chủ Xuân Hương lâu hằn học nói. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc bộ đồ Âu màu trắng đi từ cửa thang máy ra, tay người này còn đang kéo cà vạt, trông bộ dạng có vẻ không được thoải mái. Sau khi thấy người này, ông chủ Xuân Hương lâu mới tiến lên trước, nói, thư ký Lưu, sao cậu lại xuống đây? Có việc gì mà ồn ào thế, còn ra thể thống gì nữa, người thanh niên trẻ tuổi cau mày lên giọng. Vâng, vâng, là tôi quản lý chưa chu đáo, xin thư ký Lưu lượng thứ, ông ta vội khom người tạ tội. Vừa rồi có người tự xưng là bạn của các vị, tôi chỉ hỏi cậu ta thêm mấy câu thôi. Tiểu tử, còn không mau cút đi, nói xong, ông ta nhìn sang Đinh Dũng. Thấy anh còn chưa đi nên vội quát lớn. Nghe giọng ông ta, thư ký Lưu nhướng mày nhìn sang Đinh Dũng rồi đột nhiên há hốc miệng, đợi đã. Đinh Dũng đang định quay người đi thì nghe cậu thanh niên kia nói vậy nên quay người lại hỏi, cậu gọi tôi. Cậu tự xưng là bạn của chúng tôi, thư ký Lưu cau mày nhìn Đinh Dũng một lượt, hỏi với giọng lạnh nhạt. Kỳ lạ, cậu là bạn của chúng tôi mà sao tôi lại không biết cậu? Đó là vì cậu chưa đủ tư cách. Đinh Dũng lắc đầu nhìn cậu thanh niên rồi nói tiếp. Xem ra cấp trên không phải quá thân thiết với cậu, đến tôi mà còn không giới thiệu cho cậu biết. Nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt thư ký Lưu biến sắc. Cậu ta tức tối lên giọng, tiểu tử, mẹ kiếp, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Cậu giả bộ gì đấy hả? Nhìn lại bộ dạng nghèo rất mồng tơi của cậu mà cũng có tư cách vào đây cơ à? Không phải muốn tới ăn miễn phí đấy chứ? Mau cút, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thấy thư ký Lưu tức giận, ông chủ Xuân Hương lâu liền lên giọng. Người khác có thể không biết mấy vị trên tầng có thân phận và địa vị thế nào nhưng ông ta lại rõ hơn ai hết. Nếu như đắc tội với mấy vị đó thì Xuân Hương lâu của ông ta đừng mong tồn tại nữa. Yên tâm, tôi nói không bước vào nửa bước là sẽ không bước vào đây đâu. Đinh Dũng nhìn ông ta và thư ký Lưu một cái rồi quay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa Xuân Hương lâu, điện thoại của Đinh Dũng đột nhiên rung lên. Alo. Cậu Đinh, cậu không được để tôi leo cây đâu đấy nhé. Tôi đã nói với hai vị ấy rồi, nếu mà cậu không đến thì tôi đúng là phải cuốn chiếu về nhà mất. Vừa bấm nút nghe, bên trong điện thoại đã vang lên giọng nói kêu khổ của Hồ Đông Hải. Tôi ở cửa Xuân Hương lâu, Đinh Dũng điềm tĩnh trả lời. Có lẽ rằng nghe ra giọng Đinh Dũng có gì đó không ổn, Hồ Đông Hải vội nói, giờ tôi xuống đón cậu. Nói xong, Hồ Đông Hải vội vàng chạy hộc tốc từ trên tầng xuống. Vừa hay gặp thư ký Lưu. Trông thấy bộ dạng không hề vui vẻ của thư ký Lưu, Hồ Đông Hải mới hỏi, thư ký Lưu làm sao thế? Hai, đừng nói nữa, vừa rồi có một tên muốn vào đây bị tôi đuổi đi rồi, thư ký Lưu cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Cái gì? Hồ Đông Hải tái mắt, lôi tay thư ký Lưu lại, hỏi, có phải là cậu thanh niên chừng hơn 20 tuổi, mặc bộ đồ trông hết sức bình thường không? Anh Hồ, anh làm gì thế? Có đến mức kích động như vậy không, thư ký Lưu cau mày. Nếu không phải hiện giờ hai vị kia nghiêng về phía Hồ Đông Hải thì hắn ta đã lật mặt luôn rồi. Lúc này thư ký Lưu mới lên giọng khó chịu, thế mà gọi là ăn mặc bình thường. Tôi thấy giống một thằng nghèo rách mồng tơi hơn. Lưu Thiếu Anh, tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu như khách quý đó vì cậu mà không đến thì tôi xem cậu giải thích với hai vị đó thế nào. Hồ Đông Hải thả tay thư ký Lưu ra, vội vàng chạy ngay xuống phía dưới. Nghe vậy, thư ký Lưu cũng cau mày nhìn theo hướng Hồ Đông Hải mà trong lòng không khỏi chột dạ. Mãi tới lúc này hắn ta mới phản ứng lại.
lẽ nào tên khi nãy chính là khách quý mà hai vị đó mời tới buổi tiệc hôm nay? Sao có thể được chứ? Rõ ràng hắn ta ăn mặc tầm thường, lúc này thư ký Lưu đột nhiên nhớ tới lời của Hồ Đông Hải. Tiêu rồi, thư ký Lưu thấp thỏm, dựa vào hành lang. Nếu như khách quý của hai vị đó mời tới bị hắn đuổi đi vậy thì hắn cũng đi tong. Nghĩ tới đây, thư ký Lưu vội chạy ngay xuống dưới. Lúc này Đinh Dũng đứng ở cửa, mặt mày lạnh lùng. Sau khi thấy Hồ Đông Hải, sắc mặt của anh mới dịu bớt phần nào. Anh khoát tay với Hồ Đông Hải. Cậu Đinh, thật sự xin lỗi cậu. Tôi không ngờ bọn họ lại. Hồ Đông Hải thấy Đinh Dũng khoát tay thì vội đi tới, định lên tiếng giải thích thì nào ngờ Đinh Dũng đã lắc đầu, đáp không liên quan đến các anh. Là tôi chưa sắp xếp chu đáo, là lỗi của tôi. Hồ Đông Hải cười khổ sở lắc đầu, sau đó làm tư thế mời bằng tay. Cậu Đinh, bí thư Ngụy và thị trưởng Lý đều đang ở trên đợi cậu, chúng ta vào trong thôi. Nghe Hồ Đông Hải nói vậy, Đinh Dũng lại không hề có ý định di chuyển mà lắc đầu, thôi, tôi vừa nói rồi, tôi sẽ không bước vào đây nửa bước. Giờ tôi mà vào thì há chẳng phải là tôi tự tát vào mặt mình sao? Hay là thôi bỏ đi, thư ký Hồ, phiền anh nói với phía bí thư Ngụy một tiếng là tôi về trước, Đinh Dũng nhìn Xuân Hương Lâu, nhếch miệng cười. Đinh Dũng không phải thật sự muốn quay về. Anh đã đến thì đương nhiên không có đạo lý gì là muốn quay về cả, có điều anh muốn cho nhà hàng này một bài học. Anh tin rằng Hồ Đông Hải hiểu ý mình. Quả nhiên, nghe Đinh Dũng nói xong, Hồ Đông Hải biến sắc. Cậu Đinh, xin cậu dừng bước, tôi đi rồi tới ngay. Nói xong, Hồ Đông Hải lại hối hả chạy vào trong. Anh Hồ, có chuyện gì thế? Hồ Đông Hải vừa vào cửa liền gặp ngay thư ký Lưu. Hừ. Xem việc tốt mà cậu làm đấy. Giờ người ta không muốn vào, tôi xem cậu giải thích với bí thư Ngụy thế nào. Nói rồi Hồ Đông Hải không quan tâm tới thư ký Lưu nữa, cứ thế chạy thẳng lên tầng. Tầng 2 của Xuân Hương Lâu vô cùng yên tĩnh. Chỉ có trong căn phòng VIP rộng lớn nhất chốc chốc lại vang lên tiếng cười sảng khoái. Hồ Đông Hải còn không kịp gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào. Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đang uống trà nói chuyện bên trong phòng VIP. Ở bên còn có hai cô bé một lớn, một nhỏ trông rất đáng yêu. Một là con gái cưng của Lý Hải Dân, còn lại là Ngụy Tiêu Tĩnh, con gái của Ngụy Kiến Quốc. Có chuyện gì thế, thấy Hồ Đông Hải không gõ cửa mà cứ thế chạy thẳng vào phòng, Lý Hải Dân không khỏi cau mày. Trông bộ dạng đó của Lý Hải Dân, Ngụy Kiến Quốc cười, khoát tay nói, ai ra, lão Lý, hôm nay là buổi tụ họp riêng của chúng ta, không nói chuyện công, cũng không bàn về thân phận. Vâng. Là thế này, Hồ Đông Hải thở không ra hơi, vội đem chuyện Đinh Dũng bị đuổi, hiện giờ không muốn vào đây nói tóm gọn một lượt. Loại khốn khiếp, nghe Hồ Đông Hải nói vậy, Ngụy Kiến Quốc tức giận đứng bật dậy nạt nộ. Lưu thiếu anh càng ngày càng hỗn láo, đến khách quý của tôi mà còn dám nói năng ngông cuồng. Đông Hải, hiện giờ cậu Đinh đang ở đâu? Lý Hải Dân đứng dậy hỏi. Đinh Dũng cứu hai đứa con gái của bọn họ, có thể coi là ân nhân của cả hai người họ. Hiện giờ Đinh Dũng lại bị cấp dưới của bọn họ đuổi đi, cũng không biết trong lòng Đinh Dũng cảm thấy thế nào nữa. Bố, con muốn tới gặp ân nhân để cảm ơn chú ấy, nghe cuộc nói chuyện của bố mình, Ngụy Tiêu Tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Chúng ta cùng đi, bệnh của Tiểu Tĩnh còn cần cậu Đinh giúp đỡ nữa, lúc này Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc nhìn nhau, lên tiếng. Được, Ngụy Kiến Quốc gật đầu. Nhóm người đi theo Hồ Đông Hải ra khỏi phòng VIP. Ông chủ của Xuân Hương Lâu nhìn mấy vị khách quý đều ra ngoài thì vội tiến lên trước, tỏ vẻ rón rén, hỏi, sao các vị lại ra ngoài cả thế ạ? Có gì thì cứ nói trực tiếp. Im miệng, thấy các ông làm ra việc tốt chưa hả? Ông chủ của Xuân Hương Lâu còn chưa nói xong thì Hồ Đông Hải đã dựng ngược mày, nạt nộ, khách chúng tôi mời tới bị các ông đuổi đi rồi, ông còn ở đấy mà cười. Ông cho rằng như vậy là vui lắm đấy à? Hả, ông ta nghe vậy thì lặng người. Như thể không hiểu nổi Hồ Đông Hải muốn nói gì. Hừ, Ngụy Kiến Quốc hắng giọng, đi ra ngoài đầu tiên. Lúc này thư ký Lưu đang xin lỗi Đinh Dũng, nghe thấy động tĩnh phía sau thì vội quay đầu lại nhìn. Mặt hắn ta biến sắc, trong lòng thấp thỏm không yên. Sao bí thư Ngụy và thị trưởng Lý lại ra ngoài cả rồi chứ? Rốt cục người này là ai mà có thể khiến cả hai vị ấy đều phải ra mặt như vậy? Lúc này, thư ký Lưu chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Sao hắn ta lại có thể đắc tội với một nhân vật như vậy chứ? Cậu Đinh, thật sự xin lỗi cậu, thấy Đinh Dũng, Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân vội tiến lên trước.
Khi đi qua thư ký Lưu, cả hai người bọn họ đều ném cho hắn ta cái nhìn sắc lạnh. Loại khốn nạn, về rồi biết tay. Đều tại chúng tôi sơ suất, cậu Đinh xin bớt giận. Mời cậu vào trong với chúng tôi, Lý Hải Dân lắc đầu, làm tư thế mời bằng tay, nói với Đinh Dũng. Thấy thái độ của Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân, sự bực dọc trong lòng Đinh Dũng cũng bớt đi ít nhiều. Anh khẽ cười nhưng vẫn lắc đầu, nói ông chủ ở đây cho rằng tôi không đủ tư cách bước vào trong nhà hàng của ông ta, mà tôi cũng nói với ông ta rồi. Cả đời này tôi không bao giờ bước vào đây nửa bước, cho nên, hôm nay tôi sẽ không vào đây đâu. Đừng mà, buổi tiệc hôm nay chúng tôi tổ chức là muốn mời cậu tới. Lão Ngụy còn lấy rượu ngon để dành ra mời, nhất định phải uống với cậu đôi ly chứ, Lý Hải Dân vội khoát tay, cười nói. Nghe hai vị nói vậy, ông chủ Xuân Hương lâu run chân đứng không vững. Tên tiểu tử này lại là bạn với hai vị đây, vừa rồi ông ta còn đuổi đối phương đi, há chẳng phải là đắc tội với mấy nhân vật tai to mặt lớn này rồi sao? Chỉ là hiểu nhầm thôi mà, nghĩ vậy ông ta vội cười trừ. Đều là tôi có mắt như mù, mong cậu đừng tính toán với tôi, bên ngoài gió lớn, mau vào trong nói chuyện đi. Thôi bỏ đi, tôi đã nói rồi, trước sau như một, Đinh Dũng lắc đầu quay người rời đi. Thấy vậy, Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đều cau mày. Cả hai nhìn nhau, Ngụy Kiến Quốc hắng giọng, Xuân Hương lâu ấy à, những điểm khác làm cũng rất tốt. Có điều phòng tránh hỏa hoạn lại làm không đến nơi đến chốn. Đông Hải, ngày mai cho người điều tra kỹ càng. Vâng, Bí thư Ngụy, nghe Ngụy Kiến Quốc nói vậy, Hồ Đông Hải vội gật đầu vâng lệnh. Còn ông chủ Xuân Hương lâu thì tái mét mặt, đặc biệt là khi nghe xong câu này, chân ông ta mềm nhũn, đứng không vững, cứ thế ngồi phịch xuống đất. Anh là anh Đinh sao? Ngụy Tiêu Tĩnh tỏ vẻ kinh ngạc, như thể không ngờ Đinh Dũng lại trẻ như vậy. Lúc này cô bé vội đi tới hơi cúi người. Nhẹ nhàng nói, đa tạ anh Đinh đã ra tay cứu giúp. Mong anh nể mặt, hôm nay không tính toán với bọn họ nữa. Cậu Đinh yên tâm, ngày mai ở đây không còn được gọi với cái tên Xuân Hương lâu nữa, cậu cũng không phải bước chân vào đây nữa. Hồ Đông Hải thấy vậy thì liền ghé tai Đinh Dũng nói nhỏ. Đinh Dũng nhìn Hồ Đông Hải một cái, sau đó nhìn sang Ngụy Tiêu Tĩnh, cười đáp, Bí thư Ngụy đã nhiệt tình mời như vậy, tôi mà còn từ chối thì lại chả cởi mở chút nào. Ha ha ha. Cậu Đinh, xin mời vào trong, nghe Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân thở phào nhẹ nhõm, vội làm tư thế mời bằng tay. Mặc dù hai người bọn họ có địa vị cao nhưng một nhân tài như Đinh Dũng thì thành tựu sau này tuyệt đối không thể nào kém hơn bọn họ được. Nếu có thể giữ Đinh Dũng ở thành phố Kim Châu thì có thể cống hiến không hề ít cho nơi này. Chí ít thì hiện tại y thuật của Đinh Dũng đã vượt qua rất nhiều y bác sĩ ở Hoa Hạ. Kể cả là những chuyên gia đầu ngành từ thủ đô tới thì cũng theo không kịp Đinh Dũng. Một người có y thuật cao siêu như Đinh Dũng thì nhất thiết phải nghĩ cách để giữ Đinh Dũng lại. Thực ra Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân cũng nghĩ nhiều rồi. Kể cả là bọn họ không nghĩ cách thì Đinh Dũng cũng sẽ lựa chọn ở lại thành phố Kim Châu. Dù sao thì ở một mức độ ý nghĩa nào đó, Đinh Dũng cũng có thể coi là sinh ra ở đây. Lại thêm Hàn Phương Nhiên cũng sống ở thành phố Kim Châu nên cho dù thế nào anh cũng sẽ không rời khỏi đây. Sau khi mấy người phía Ngụy Kiến Quốc đi vào phòng VIP của Xuân Hương lâu, từng món sơn hào hải vị lần lượt được bưng lên. Nhiều lần Ngụy Kiến Quốc cũng ám chỉ bảo Đinh Dũng nhận Ngụy Tiêu Tĩnh làm học trò nhưng đều bị Đinh Dũng kiếm cớ nói qua loa cho qua. Nào, cậu Đinh, tôi mời cậu một ly, Lý Hải Dân đột nhiên đứng dậy, nâng ly. Tôi thật sự ngưỡng mộ y thuật của cậu. Nếu không phải vì tôi đã tới cái tuổi này rồi thì tôi cũng rất muốn bái cậu làm sư. Thị trưởng Lý nói đùa rồi, Đinh Dũng lắc đầu cười, đồng thời anh cũng đứng dậy nâng ly lắc lắc tỏ ý tứ. Hai, cậu gọi thị trưởng Lý gì chứ? Nếu cậu Đinh không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng anh Lý là được, Lý Hải Dân vừa cười vừa nâng ly uống cạn. Đinh Dũng thầm vui mừng, anh cũng không muốn gây hiềm khích với những người có địa vị cao, có thể kết bạn là việc tốt nhất, thế là Đinh Dũng cũng uống cạn. Sau đó nói, vậy tôi không khách khí nữa, sau này anh Lý có gì cần tới tôi, đừng ngại lên tiếng. Ấy, tôi vẫn coi Tiêu Tĩnh như con ruột của mình. Giờ cháu nó bị bệnh nặng, trong lòng tôi cũng như lửa đốt, Lý Hải Dân thở dài, thận trọng nói với Đinh Dũng. Hôm nay tôi mạo muội xin cậu Đinh nhận Tiêu Tĩnh làm học trò, cho nó theo cậu, tiện để khi bệnh có tái phát thì cũng có thể kịp thời chữa trị. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi có thể hứa với cậu một việc. Lúc này Ngụy Kiến Quốc cũng đứng dậy, nhìn sang Lý Hải Dân rồi cùng chắp tay. Trong phạm vi khả năng của chúng tôi,
chỉ cần là việc công và minh bạch thì chúng tôi có thể cho tập đoàn Hàn Thị một thẻ xanh thông hành. Xem ra hai người này đã điều tra về Đinh Dũng kỹ càng, biết anh là người của tập đoàn Hàn Thị. Có điều bọn họ không ngờ đến rằng Đinh Dũng không hề quan tâm tới tập đoàn Hàn Thị, anh chỉ quan tâm đến một mình Hàn Phương Nhiên mà thôi. Việc bái sư thì thôi không cần, có điều bệnh của em ấy tôi cũng đã có tính toán riêng. Đinh Dũng trầm giọng, rút ra một miếng ngọc bội, đưa cho Ngụy Tiêu Tính. Bên trong này có ghi chép một môn công pháp, rất phù hợp với em. Chỉ cần em chăm chỉ tập luyện thì chứng mất máu cũng sẽ không thể làm hại đến em được. Đa tạ cậu Đinh, nghe Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Kiến Quốc mừng ra mặt. Ông ta vội liếc mắt sang Ngụy Tiêu Tính. Hành động này của Đinh Dũng mặc dù không trực tiếp nói ra thu nhận Ngụy Tiêu Tĩnh làm học trò nhưng lại dùng hành động để thể hiện tất cả. Em cảm ơn thầy giáo ạ. Từ nay về sau thầy Đinh chính là sư phụ của em. Sư phụ xin nhận của đồ nhi một lạy, Ngụy Tiêu Tĩnh mặt mày hớn hở, vội chắp tay bái Đinh Dũng. Nghe Ngụy Tiêu Tĩnh nói vậy, Đinh Dũng hơi cau mày. Anh đỡ cô bé dậy, thở dài bất lực, mình có đồng ý làm sư phụ của cô bé sao? Không đề cập đến việc này, Đinh Dũng và Ngụy Kiến Quốc cùng Lý Hải Dân vừa rót rượu chúc nhau, vừa thảo luận việc đại sự trong thiên hạ, cứ thế hàn huyên nói chuyện, có cảm giác như bọn họ đã quen nhau lâu lắm rồi vậy. Thực ra Đinh Dũng hiểu biết quá nhiều, mới chỉ nói đôi ba câu cũng đã có thể giải thích rõ ngọn ngành những việc mà trước đây hai người họ còn thắc mắc, cho nên cả hai vị càng tỏ ra kính nể Đinh Dũng hơn. Thấy bọn họ nói chuyện như vậy, Ngụy Tiêu Tính ở một bên châm trà rót rượu. Lặng lẽ quan sát cả ba người không cùng độ tuổi nhưng lại hàn huyên như cố nhân gặp nhau vậy. Sau khi cơm no rượu say, Ngụy Kiến Quốc mới loạng choạng đứng dậy. Lý Hải Dân cũng chênh choáng, nhìn Đinh Dũng nói năng hùng hổ, cậu Đinh, lát nữa cậu có phải đi đâu làm gì không? Nếu không có việc gì thì tới nhà tôi uống chén trà nhé. Hôm khác nhé, tôi còn chút việc, tôi muốn mua căn nhà, Đinh Dũng cười khước từ lời mời nhiệt tình của Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc, sau đó mới nói tiếp. Hai anh uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Được, có điều cậu cũng uống rượu rồi, để Tiêu Tĩnh lái xe đưa cậu về nhé, tránh bị phạt, Ngụy Kiến Quốc vỗ vai Đinh Dũng, cười nói. Chúng ta phải lấy mình làm gương. Ông ta còn chưa nói hết lời đã loạng choạng ngã phịch xuống gầm bàn khiến Hồ Đông Hải và Lưu Thiếu Anh giật mình vội chạy lại đỡ. Thầy giáo, em lái xe đưa thầy về nhé, không đợi Đinh Dũng trả lời, Ngụy Tiêu Tĩnh đã chủ động. Dù sao chiều nay em cũng không có việc gì. Được, Đinh Dũng lắc đầu bất lực, vừa hay anh cũng không hiểu lắm về mấy chính sách ở đây, có con gái của lão đại ở Kim Châu đi cùng, chí ít cũng có thể bớt chút rắc rối. Thư ký Hồ, vậy em đi cùng thầy giáo đây, phiền anh đưa bố em và chú Lý về nhà nhé, Ngụy Tiêu Tĩnh nói với giọng ái ngại. Nghe Ngụy Tiêu Tĩnh nói vậy, Hồ Đông Hải vội khoát tay, em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa hai vị lãnh đạo về. Vậy chúng ta đi thôi. Đinh Dũng gật đầu với Hồ Đông Hải rồi quay người đi. Ra tới cửa Xuân Hương lâu, Đinh Dũng đột nhiên quay đầu lại nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh, một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, thân hình lại bốc lửa nhưng không thiếu nét nữ tính dịu dàng. Đinh Dũng nhướng mày hỏi, em biết lái xe, kỹ năng lái xe thế nào? Em biết một chút, đợi lát nữa thầy sẽ biết thôi, Ngụy Tiêu Tĩnh bụng miệng cười, cứ thế đi ra ngoài, lấy chìa khóa xe từ tay Đinh Dũng. Thấy bóng người Ngụy Tiêu Tĩnh lướt qua, Đinh Dũng thẫn thờ một lúc rồi mới lắc lắc đầu và ngồi vào xe. Thế nhưng anh còn chưa thắt xong dây an toàn thì chiếc xe đã vang lên tiếng còi đinh tai và lao như tên bay về phía trước. Trời đất, em lái xe cứ vậy đấy hả? Đinh Dũng không khỏi ngạc nhiên, vội thắt chặt dây an toàn, bất lực lên tiếng. Trông tác phong khác hoàn toàn vẻ thường ngày của em. Tác phong bình thường của em sao? Ngụy Tiêu Tĩnh bật cười, nói với giọng hóm hỉnh. Nghe vậy, Đinh Dũng chẳng biết phải đáp lại làm sao. Nói về thực chất thì anh mới gặp Ngụy Tiêu Tĩnh một lần, anh lại không hiểu về Ngụy Tiêu Tĩnh, chỉ cảm thấy cô bé của hiện tại không hề giống với hình ảnh khi trước mặt Ngụy Kiến Quốc. Là vì thầy giáo chưa hiểu em lắm thôi, Ngụy Tiêu Tĩnh cười giòn tan, đạp hết ga khiến tính năng ưu việt của chiếc xe có thể được phát huy một cách triệt để. Cô vừa nhìn con đường phía trước, vừa nói tiếp, chiếc xe của thầy không tồi, thầy mua bao nhiêu tiền vậy ạ? Em là tay đua xe sao? Đinh Dũng tròn mắt nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh. Vừa rồi anh đã quan sát từng động tác gạt số của cô. Một lái xe quen một số loại xe thì có những thói quen rất khó thay đổi, đặc biệt là với kỹ năng lái xe như Ngụy Tiêu Tĩnh, tuyệt đối không phải là người thường có thể làm được. Dạ, Ngụy Tiêu Tĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ Đinh Dũng sẽ hỏi như vậy.
Một hồi lâu sau, thấy Đinh Dũng không trả lời mà vẫn nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, Ngụy Tiêu Tĩnh mới đỏ mặt, ho hắng một lát, đáp: "Thầy ạ, thầy cứ nhìn em như vậy em sẽ thấy ngại đấy." "Có phải không?" Đinh Dũng vẫn ra vẻ điềm nhiên, hỏi đến cùng. "Phải ạ." Thấy Đinh Dũng không có ý định đổi chủ đề, Ngụy Tiêu Tĩnh chỉ có thể gật đầu. "Trước đây khi học đại học, em đã học kỹ năng lái xe một khoảng thời gian, sau đó em thường chơi đua xe cùng với một số người bạn của mình, dần dần kỹ năng lái xe của em thành thục hơn. Mặc dù chiếc xe này của thầy không phải xe đua nhưng tính năng lại rất tốt." Nói xong, Ngụy Tiêu Tĩnh lập tức đổi chủ đề. Còn Đinh Dũng chỉ biết lắc đầu cười mà không hỏi thêm gì nhiều. Thấy Đinh Dũng không mấy hứng thú với chủ đề này, Ngụy Tiêu Tĩnh lại vội hỏi: "Thầy ơi, thầy mua nhà ở đâu, có phải thầy muốn mua nhà ở công vụ, hay?" "Anh muốn tới Thanh Thành Sơn." Ngụy Tiêu Tĩnh còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã chủ động trả lời. "Quả thực anh muốn tới Thanh Thành Sơn xem, vì trước đó Hàn Phương Nhiên có nói muốn sống ở biệt thự tại đây, và còn nói đó là ước nguyện cả đời của ông lão Hàn. Đinh Dũng vừa hay cũng muốn đi xem khu biệt thự này rốt cục có gì tốt mà có thể khiến ông lão Hàn, một chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị, phải coi là giấc mơ. "Thanh Thành Sơn ạ." Ngụy Tiêu Tĩnh lặng người, giảm tốc độ quay đầu sang nhìn Đinh Dũng. "Thầy ơi, thầy muốn tới Thanh Thành Sơn làm gì ạ? Lẽ nào thầy muốn xem biệt thự ở đó?" Nghe Ngụy Tiêu Tĩnh hỏi vậy, Đinh Dũng gật đầu không phủ nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Tiêu Tĩnh viết rõ hai từ kinh ngạc. Cô gái gãi đầu, giơ ngón tay tỏ vẻ tán thưởng, nói: "Thầy ơi, em phục dũng khí của thầy rồi đấy. Nhưng thầy có biết biệt thự ở đó đắt thế nào không? Nói tấc đất tấc vàng cũng không quá. Nghe nói năm ngoái còn có người nào đó bỏ ra cả 800 triệu nhân dân tệ mới có được một căn biệt thự tầm thấp nhất ở khu Thanh Thành Sơn đó." Ngụy Tiêu Tĩnh nheo mắt nhìn Đinh Dũng rồi nhướng mày. "Không ngờ thầy lại là Phú Nhị Đại. Sao Phú Nhị Đại, chỉ còn ông cháu cha, được thừa kế tài sản sao?" "Thầy không phải là Phú Nhị Đại." Đinh Dũng lắc đầu. 800 triệu tệ mới mua được một căn tầm thấp là có vẻ hơi đắt đỏ rồi. Có điều tiền bạc với Đinh Dũng không phải là vấn đề, đừng nói là 800 triệu nhân dân tệ, cho dù là 8 tỷ nhân dân tệ thì anh cũng chẳng phải cau mày nghĩ ngợi. "Không phải là Phú Nhị Đại thì thầy tới đó làm gì?" Ngụy Tiêu Tĩnh hiểu nhầm ý Đinh Dũng nên hỏi lại với vẻ khó hiểu. "Ý của Đinh Dũng là anh không phải Phú Nhị Đại mà là Phú Nhất Đại. Tất cả tài sản đều do một tay anh làm nên và tích lũy lại. Chỉ là thời gian tích lũy của anh tương đối dài mà thôi." "Đi xem." Ngụy Tiêu Tĩnh rõ ràng cho rằng Đinh Dũng không phải là Phú Nhị Đại, không có nhiều tiền để mua biệt thự, có điều Đinh Dũng cũng không muốn giải thích. "Ồ, được thôi." Mặt mày Ngụy Tiêu Tĩnh có vẻ cổ quái nhưng cô bé không nói thêm nhiều, cứ thế lái xe tới Thanh Thành Sơn. Nhà họ Thiết là gia tộc khai thác khu biệt thự Thanh Thành Sơn. Khi bọn họ tới trang viên Thanh Long dưới chân núi Thanh Thành Sơn, bên trong đang tổ chức buổi bán đấu giá, thậm chí nhà họ Thiết vì để thu hút người khác mà còn lấy ra một căn biệt thự ở Thanh Thành Sơn để thu hút mọi người. Vừa vào trang viên Thanh Long, Đinh Dũng đã bị thu hút bởi lời quảng cáo trên tấm pano. Hóa ra lần bán đấu giá này chủ yếu là bán biệt thự Thanh Thành Sơn, chẳng trách mà thu hút bao nhiêu người tới tham gia như vậy. "Đúng rồi, vừa rồi em nói về biệt thự thấp nhất ở đây. Biệt thự ở đây còn phân đẳng cấp sao?" Đinh Dũng đột nhiên nhớ lại lời Ngụy Tiêu Tĩnh nói nên hỏi lại. Ngụy Tiêu Tĩnh gật đầu chỉ vào dòng chữ biệt thự Thanh Thành Sơn trên tấm biển quảng cáo, nói: "Em chỉ nghe người khác nói, biệt thự đẳng cấp thấp nhất ở đây cũng có tới 81 căn, sau đó là 36 căn tầm trung." "Hai, thầy ơi, em còn nghe nói trên đỉnh núi Thanh Thành Sơn còn có 9 căn biệt thự hiệu chữ địa, 3 căn biệt thự hiệu chữ thiên, đặc biệt là biệt thự số 1 hiệu chữ thiên là biệt thự siêu cấp ở quần thể khu biệt thự này. Sống ở đây không khác gì lên tiên cảnh." Nói tới đây, Ngụy Tiêu Tĩnh bày ra bộ dạng mơ màng như thể đang lạc trôi về miền xa lắm. "Thật sao?" Đinh Dũng lặng người cau mày hỏi. "Khu biệt thự ở Thanh Thành Sơn còn được phân thế này sao? Nghe rất khác lạ, đặc biệt là số lượng biệt thự ở đây." "Em cũng không biết, chỉ là em nghe nói thôi." Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh mới lẻ lưỡi đáp lại. Đúng lúc này, có hai bảo vệ phát hiện ra Đinh Dũng và Ngụy Tiêu Tĩnh. Cả hai tên bảo vệ nhanh chóng đi tới, mặt mày bất thiện, hỏi: "Hai người làm gì ở đây?" "Lén lút phụng trộm, trông là không thấy làm gì tốt đẹp rồi." Một tên bảo vệ nhìn vào Đinh Dũng mỉa mai. Nghe vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh khó chịu ra mặt, cô chống nạnh hắng giọng, nói: "Hai người các anh người nào thấy tôi lén lút phụng trộm hả?
Chúng tôi đến Ngô biệt thự. Ngô biệt thự, tên bảo vệ kia đột nhiên cười phá lên. Hắn ta nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh rồi lại nhìn sang Đinh Dũng, đặc biệt là khi nhìn Đinh Dũng, hắn lại mỉa mai châm chọc. Dựa vào các người mà cũng muốn tham gia Ngô biệt thự. Đúng thế, các người đã đến Ngô biệt thự thì giấy mời đâu, đưa ra đây tôi xem. Hai tên bảo vệ tỏ vẻ coi thường, giơ tay ra nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh mà hỏi. Không phải chúng tôi tới tham gia buổi bán đấu giá, Đinh Dũng lắc đầu nhìn hai tên bảo vệ. Cho nên không có giấy mời. Không phải tham gia bán đấu giá, không phải hai người đến mua biệt thự đấy chứ. Có thể nghĩ ra nốt kịch bản rồi mới nói không? Đúng thật là, một tên bảo vệ nhìn Đinh Dũng rồi hắng giọng. Hắn ta giơ tay đẩy về phía ngực Đinh Dũng. Không có giấy mời thì cút. Tôi nói là mua một căn ở đây sao? Đinh Dũng tức tối, lùi sau nửa bước né tránh cú đẩy của tên bảo vệ. Tôi muốn đến đây xem khu biệt thự của các cậu, có lẽ ở đây có người phụ trách nhỉ? Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ, nghe Đinh Dũng nói vậy, tên bảo vệ lập tức bật cười, nhìn Đinh Dũng như tên nhà quê chưa từng ra thế giới bên ngoài. Muốn mua biệt thự ở đây sao? Cậu không tự đái lấy một bãi rồi soi xem mình có xứng không? Một tên bảo vệ bật cười ha hả chỉ vào mặt Đinh Dũng mà mắng chửi. Nhà quê, mau cút cho ông đây, nếu không đừng có trách các ông đây vô tình. Hai người các anh đúng là không có mắt, Ngụy Tiêu Tĩnh không ngờ nổi đến cả bảo vệ trên Thanh Thành Sơn mà cũng dám hống hách như vậy. Cô tức giận, cứ thế nghiến răng ken két, không còn giữ bộ dạng nhu mì như trước mặt bố mình nữa. Cô chỉ vào hai tên bảo vệ châm chọc, từ bao giờ mà hai tên bảo vệ như các anh lại dám đụng chân đụng tay với khách hàng thế hả? Đây là cách tiếp khách của trang viên Thanh Long sao? Cô, hừ, muốn vào trong xem biệt thự của Thanh Thành Sơn phải không? Tên bảo vệ và đồng nghiệp còn lại của hắn nhìn nhau, sau đó mới nói với Ngụy Tiêu Tĩnh. Hay là cô ở với anh em chúng tôi một đêm, chúng tôi sẽ lén đưa cô vào trong kia, cho cô được thỏa con mắt, thế nào? Loại lưu manh, đến nâng giày cho tôi anh cũng không xứng, Ngụy Tiêu Tĩnh cau mày lên giọng. Đinh Dũng thấy Ngụy Tiêu Tĩnh thế thì không khỏi tán thưởng, anh giơ ngón tay ra vẻ hài lòng. Là anh nhìn nhầm em rồi, hóa ra em lại dũng cảm đến vậy. Cách thể hiện lúc này của Ngụy Tiêu Tĩnh khác hoàn toàn so với khi ở trước mặt Ngụy Kiến Quốc. Trước mặt Ngụy Kiến Quốc, cô bé trông nhu mì ngoan ngoãn y như khuê tú con nhà quyền quý, còn hiện giờ thì căn bản không khác gì con hổ con ngỗ ngược khó thuần phục. Thầy ơi, bọn họ mắng thầy như vậy mà thầy không tức sao? Em phục thầy luôn đấy, Ngụy Tiêu Tĩnh không thể kiềm chế nổi, nói thẳng với Đinh Dũng. Phải giữ tâm thế bình tĩnh, đặc biệt là em với chứng mất máu và khí huyết chảy ngược. Nếu em có thể làm được việc núi Thái Sơn đổ sập xuống mà không hề biến sắc thì khí huyết có chảy ngược dòng cũng có là gì đâu. Thấy Đinh Dũng nói vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh nửa hiểu nửa không. Đinh Dũng không phải không tức giận mà vì hai tên bảo vệ này căn bản không thể khiến anh phải bận tâm. Lúc này sau khi nói xong, anh mới nhìn sang hai tên rồi nói, trước đó tôi đã từng tham gia bán đấu giá ở đây, có lẽ hai người biết Thiết Vô Cực chứ. Gọi ông ta ra đây là được. Chủ tịch Thiết. Cậu quen với chủ tịch Thiết, tôi không nghe nhầm chứ, tên bảo vệ kia bật cười, nhìn Đinh Dũng như thể nhìn một kẻ ngốc. Cậu còn quen với chủ tịch Thiết, cái ngữ nghèo mạt kiếp như cậu, sao không nói luôn là cậu quen với lãnh đạo thành phố đi. Nghe vậy, Ngụy Tiêu Tĩnh đang định nói mình quen với lãnh đạo thành phố nhưng đúng lúc này trong lòng cô đột nhiên văng vẳng lời Đinh Dũng nói nên lời nói đến miệng rồi lại đành nuốt vào trong. Cô cố gắng kiềm chế cơn giận, quan sát xem Đinh Dũng giải quyết việc này thế nào. Cậu không tin, Đinh Dũng nhướng mày. Hai tên bảo vệ này cũng cứng đầu đấy. Anh đã nói ra cái tên Thiết Vô Cực rồi mà còn bày ra bộ dạng không sợ. Lẽ nào bảo vệ của trang viên Thanh Long đều tự kiêu ngạo mạn như vậy? Không rảnh mà phí lời với cậu, đúng là thần kinh, tên bảo vệ kia cười nhạt nhẽo, hắn giơ tay ra đẩy về phía ngực Đinh Dũng. Thấy tên bảo vệ lại ra tay lần nữa, Đinh Dũng mới cau mày. Vừa rồi anh đã cho hai tên này cơ hội rồi nhưng bọn họ lại ngu dốt đến mức không biết trân trọng. Có điều nghĩ tới việc mình đến đây để mua nhà, không phải đến đánh nhau, nên Đinh Dũng mới cố kiềm chế bản thân không ra tay, lùi về sau nửa bước và tiếp tục né tránh. Hừ, loại nghèo rất mùng tơi, mày lại còn định tránh nữa à, tên bảo vệ hai lần không đẩy chúng Đinh Dũng nên tức tối ra mặt. Hắn ta rút ra cây dùi cui ở hông, nện về phía đầu Đinh Dũng. Chết đi! Tên bảo vệ còn lại cười gian rảo. À, thầy ơi cẩn thận, Ngụy Tiêu Tĩnh không ngờ hai tên này lại dám ra tay. Cô hét lên thất thanh, định nói xuất thân của mình.
Nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Đinh Dũng đã giơ tay ra. Chỉ thấy Đinh Dũng túm lấy cây gậy cảnh sát vừa vung xuống, cây gậy nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không thể nào nhích lên thêm nửa phân nào nữa. Còn Đinh Dũng thì nheo mắt, lạnh lùng nói, quá tam ba bận, tôi đã cho hai người cơ hội rồi. Bản thân không biết trân trọng thì đừng trách tôi máu lạnh, dứt lời, Đinh Dũng nhìn cả hai tên với ánh mắt sắc lạnh. Đột nhiên cả hai tên bảo vệ đều giật mình, ánh mắt của cả hai tên như thể trông thấy núi thây biển máu, đến không khí xung quanh cũng lạnh hơn vài phần. Bịch, một tay Đinh Dũng nắm chặt cây rùi cui, giơ chân đạp thật mạnh vào bụng tên bảo vệ kia khiến hắn bay thẳng ra ngoài. Sau đó anh lại nhìn tên còn lại, khi ánh mắt hai người gặp nhau, tên này lắp bắp nói không thành lời, vội xin, đại ca là chúng tôi. Muộn rồi, Đinh Dũng hắng giọng, ngay sau đó là sự hoạt động của cây rùi cui. Bịch một tiếng, cây rùi cui nện mạnh vào mặt tên này khiến hắn ăn đòn đau đớn, cứ thế quay 360 độ rồi mới ngã rụi ra đất, miệng ói cả máu tươi và vài cái răng lổn nhổn trong bãi máu. Thật dã man, Ngụy Tiêu Tĩnh nuốt nước bọt, không khỏi nhìn Đinh Dũng lâu hơn một chút. Đinh Dũng lúc này không hề giống với hình ảnh một thầy giáo nhã nhặn hiền lành mà giống với sát thần bước ra từ núi thây biển máu, đặc biệt là ánh mắt của anh đủ khiến Ngụy Tiêu Tĩnh không khỏi rùng mình. Mày dám ra tay ở trang viên Thanh Long, tên bảo vệ bị đạp bay ra ngoài thấy cảnh này thì vừa lùi về sau vừa cố nhẫn nhịn hổn hển nói. Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi. Có việc gì thế, lúc này lại có hai tên bảo vệ đi tuần qua đây, thấy Đinh Dũng đánh hai tên bảo vệ kia thì tái mét mặt, vội vàng hét vào trong bộ đàm. Xảy ra chuyện rồi, ở cửa trang viên có người gây chuyện. Dừng tay, một tên rút rùi cui ra vừa chỉ vào Đinh Dũng vừa nhanh chóng chạy tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.